Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 2 của chuyện Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ lại cảm xúc của bạn dưới phần bình luận, like share video và đăng ký kênh gửi tới team truyện và Mai những động lực mới nhất. Và ngay sau đây thì xin chúc các bạn sẽ có giây phút thư giãn thú vị cùng với tập truyện hôm nay. Ông hùng lúc này đang ngồi ở phòng khách mà cứ ngó ra ngoài. Nãy ra tiếng chuông cửa, ông cho là con gái về. Ông gọi bà vú nhanh ra mở cửa. Mà nãy giờ bà Vú còn chưa vào làm Ông sốt ruột quá Không thể ngồi đợi Ông đứng ra xem Thì bà Vú và Tâm An vào đến Ba ơi con gái về rồi đây à Cô chạy vào lòng ôm ông Còn ông Hùng thấy con đến Thì xúc động lắm Mặt ông đỏ lên vỗ vỗ lưng cô Ba nhớ con quá Sao con về trễ thế con Con cũng nhớ ba Tại con đi làm đến giờ nghỉ trưa Bây giờ con về liền đấy ạ Thương con gái ba Thế công việc sao con? Dạ cũng ổn ạ à, Mới lại mới ngày đầu Nên chỉ mới làm quen công việc thôi ạ à. Rồi từ từ sẽ quen có gái ba hơi ốm rồi Lại ăn uống thất thường bỏ bữa nữa à Này bà Vũ làm nhiều món ngon Toàn mấy món con thích đấy Tâm An biết bà Vũ thương mình Nên nhìn bà cười Có cảm ơn Vũ ạ à. Bà Vũ ơi dọn cơm cho Tâm An ăn thôi Ông Hùng lúc này mới thấy khắc phảm ờ cậu này là khắc phàm gật đầu rồi nói với ông cháu cho bác cháu tên khắc phàm là anh trai khắc huy ạ à? ông hùng nhìn qua biết nhà họ phan có hai người con trai nhưng con trai lớn mấy năm nay ra nước ngoài nên ông cũng không có thấy vậy con ở nước ngoài về rồi đấy à dạ cháu mới về ít hôm sẵn hôm nay nghe dỗ bác gái nên đưa tâm an về luôn ạ à? thôi con ngồi xuống chơi Nhà bác cũng không có làm gì nhiều đâu Chỉ có bữa cơm đạm bạc Sẵn con đến bác mời con ăn cùng cả nhà luôn Dạ con cảm ơn bác Tầm an lúc này mới lên tiếng Ba con đi đốt nhang cho mẹ nhé Rồi con xuống bếp phụ vú luôn ạ à? Ừ con đốt nhang cho mẹ đi Bà ấy chắc nhớ con đấy Cơm nước thì bà vú làm từ sớm rồi Giờ chỉ cần dọn thôi con Dạ Tầm an trước khi đi không quên nói với khắc phàm Anh ngồi chơi với ba tôi nhé Sau khi cô đi rồi ông hùng rót nước mời khắc phàm cháu uống nước đi dạ vâng bác cháu giờ về ở hẳn luôn à hay là sao dạ bây giờ cháu về thay mẹ quản lý tập đoàn nên sẽ không đi nữa ạ à? ờ bác thấy thế cũng được có con phụ giúp việc tập đoàn cũng đỡ cho chị bên đó tâm an đúng là khổ từ ngày đầu làm dâu khắc huy nó bị tai nạn bác chỉ mong khắc huy có thể bình phục để tâm an đỡ được phần nào bác cứ yên tâm chuyện tâm an ở nhà cháu mà Khắc Huy sắp tới sẽ đi điều trị ạ Được vậy thì bác mừng Chỉ mong thằng bé khỏe mạnh Con là anh chồng của Tâm An Bác cũng muốn nói tiếng gửi gắm Bác biết nhà bác không muốn đăng hộ đối với nhà con Tại bác nên Tâm An phải gả đi sớm Khi chỉ vừa mới tốt nghiệp xong Giờ con bé được đi làm Nó vui lắm Vâng con hiểu Tâm An con sẽ chăm sóc cho nên bác đừng lo ạ Ba ơi ba vào ăn cơm thôi ạ Con và bà vú dọn xong rồi ạ Tâm An đi từ dưới bếp lên gọi Ông Hùng liền đứng lên nói với Khắc Phạm Cháu vào ăn cơm Với bác với Tâm An luôn nhé Dạ Để cháu hỏi Tâm An xem cô có đồng ý không Ông Hùng nghe vậy thì cười Ông vào trong trước Tâm An lúc này mới nói Tôi đâu nhỏ mọn đến nỗi không cho anh ăn Mà ba tôi cũng mời cơm anh rồi mà Thì tôi sợ em không thích tôi ăn cùng thì làm sao đây Đúng là tôi không thích anh đấy Nhưng dù sai anh cũng đưa tôi về đến nhà Mời anh bữa cơm xem như cảm ơn thôi Thế định không vào à Không ăn thì tôi không ép Mời cũng đã mời rồi Anh không ăn là do anh chứ đâu phải do tôi À nó tôi không ăn Tôi chỉ mới thử em thôi Đã biết em ham ăn rồi Anh nói ai ham ăn cơ Không lẽ tôi nói tôi à Tầm hàn tức quá không biết nói gì Người gì mà cứ thích trêu chọc cô thì mới vui à Nhìn theo bóng lưng khắc phàm đi về phía trước Cô lè lưỡi Đồ xấu tính Chỉ biết hiếp tôi thôi Em nói gì đừng tưởng tôi không nghe đấy Em đừng quên Em là nhân viên của tôi Tôi có nhiều thời gian để hành em lắm đấy Tâm An nghe vậy trột dạ Dù sao cô cũng hơi sợ sợ Đâu tôi nói gì đâu Vậy à Vậy bỏ không vào đi tôi ăn hết dáng chịu đấy Bộ anh là heo à Thì đương nhiên không phải Em mới là heo chứ Anh là heo thì có Cả hai nói qua lại như vậy Cho tới khi vào tới phòng ăn Ông Hùng ngồi nghe loáng thoáng nên hỏi Có nói gì mà ai là heo thế Tâm An Tâm An sợ ba mình la cho nên nói Dạ không có gì đâu ba Ừ hai đứa ngồi vào ăn cơm luôn thôi dạ tâm an kéo ghế định ngồi khắc Phạm nhanh hơn cô ngồi trước anh không quên nói cảm ơn em dâu nhé bây gió khắc phàm chọc tức mình cô đâu thể làm gì khác ngoài nhịn cô ghế răng thì thầm anh được đấy anh nhớ tại có ba tuổi đây nên tôi nhịn đấy khắc Phạm cười em dâu đúng là hiền thật đấy ông hùng nghe vậy nói vào tâm an nó cũng bướng lắm chó ạ à? ba sao bạn nói con thế ba có sao nói vậy thôi Ba không thương con à? Cháu thấy ngoài bướng ra, cô ấy còn hay nhõng nhẽo nữa bác ạ. À? Sao cho biết hay vậy? Tâm An thấy hai người nói mình như vậy mà xị xuống. Cô kéo ghế ngồi rồi cầm đũa dậm dậm vào chén. Bà Vũ thấy vậy nói. Ông chủ dỡ đấy, cô đừng tưởng thật. Ông chủ không thương cô, thì làm sao ngày nào cũng nhắc tới cô. Hệ ăn món gì mà cô thích thì lại nói. Phải chi có cô Tâm An ở đây, món này con bé thích lắm. Tâm An nghe vậy cười tươi hẳn lên. Ông Hùng thấy con gái thì cũng cười cười Sau đó cả nhà bắt đầu dùng cơm Không khí vô cùng ấm cúng Khắc phàm chưa bao giờ ăn bữa nào mà ngon đến thế này Lúc này ở phòng khách Mọi người dùng trái cây Ông Hùng lên tiếng hỏi Con ở chơi chiều về hay là thế nào Tâm An liền đáp Dạ không ba ơi Con phải về công ty làm nữa Ông Hùng nghe vậy hơi buồn Lâu rồi con gái mới về thăm nhà Nhưng chưa ở được chơi lâu thì phải về Tuy vậy ông cũng hiểu Có gái giờ làm dâu Nên phụ thuộc nhà chồng được đi làm xem như may mắn Ông chỉ tự trách bản thân vì tin người Cho nên lâm nợ nần phải để con gái chịu khổ Tâm An biết ba chồng mình buồn nên an ủi Chờ khi nào có việc ổn rồi Con về thăm ba nhé Ừ thôi muộn rồi hai đứa đi đi Để còn kịp giờ làm nữa mà Tâm An đứng lên nói Dạ vậy con về Ba với vú giữ gìn sức khỏe ạ à? Ba biết rồi Con đây nhá cũng phải lo cho bản thân đấy Khắc Phạm cũng lên tiếng chào Thưa bác con về ạ Hai người cùng ra ngoài Tâm An không khỏi bị dịn Cô quay đầu đưa tay chào ông Ông Hùng nhìn ra cửa theo con gái Còn bà Vú đi ra theo để mở cửa Ba, ba vào nhà đi mà Ừ, con về đi Rồi ba vào ngay đây Nhìn ba đầu đã điểm sợi bạc Tâm An không khỏi buồn Ba cô già thật rồi Cô chỉ muốn được ở bên chăm sóc ông Nhưng cô biết điều đó không thể Nhớ lại khi biết tin ba cô mắc số nợ lớn có thể ngủ tù Lúc đó cô mang bao hoài bão của cô gái tuổi đôi mươi Với tương lai phía trước sáng lạn Thì tất cả khép lại Cô đồng ý lấy chồng Chỉ để ba cô có cuộc sống về già yên bình Khác phàm vô tình nhìn thoáng qua khóe mắt cô dưng dưng Anh không khỏi đau lòng Giọng anh trầm xuống Không nữa à Tờ bàn đáp Không Thấy ba già rồi tôi không được ở bên cạnh ba Tôi đúng là đứa con bất hiếu Em đừng nói thế tôi thường xuyên đưa em về thăm ông mà tà màn ngước mắt nhìn anh ánh mắt có chút sen lẫn nghi ngờ nhưng có cả sự cảm kích cả hai ra đến cổng cô lên tiếng nói với bà vú Vũ ơi bố vào nhà đi ạ ba con nhờ vú chăm sóc giúp bây giờ con phải về rồi ạ cô chủ về đi ông chủ có tôi lo rồi cô cứ yên tâm vâng có cảm ơn vú cô lên xe sau đó khắc phàm lái đi hai người về đến tập đoàn đã hơn một giờ do các phạm có việc ra ngoài nên cô tự mình lên phòng làm việc lúc đến sảnh nhân viên tiếp tân có gọi cô thư kỳ an à tâm an nhìn đến rồi hỏi cô gọi tôi có chuyện gì không có người đến nói muốn gặp chủ tịch tôi nói chủ tịch ra ngoài chưa về mà cô ấy cứ nói là ở đây đợi người đó đâu ạ à? đang ngồi bên kia tâm an nhìn đến người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc gợi cảm gương mặt trang điểm hơi đậm đang ngồi phía ghế chờ cô đi đến hỏi Cô muốn gặp chủ tịch để làm gì thế hả? À? Bảo Quyên đưa mắt nhìn Tâm An một lượt từ trên xuống dưới. Tôi là bạn khắc phàm, cô là ai vậy? Tôi là thư ký chủ tịch, chủ tịch hiện không có ở công ty, phiền cô hôm khác đến gặp ạ. À? Bảo Quyên khó khăn lắm mới biết được nơi khắc phàm làm việc. Không ngờ anh là chủ tịch tập đoàn lớn, có cả lớn như anh, cả không thể từ bỏ, vì vậy đã đến tận nơi tìm anh. Không tin lời Tâm An, cô ta nói, cô được gạt tôi, nói cho tôi biết đi, tôi là bạn gái của chủ tịch đấy, Cô chỉ là nhân viên quen, coi chứng mất việc luôn đấy. Tâm An hơi khó chịu trước thái độ bảo quyền. Lời cô ta thực hư thế nào, Tâm An chưa rõ. Nhưng hống hách như thế, chắc phải dựa hơi ỉ lại, cho nên mới không xem ai ra gì. Không lẽ cô ta thực sự là bạn gái khắc phàm? Tâm An lúc này có hơi bức bối trong lòng, nhưng vẫn dáng nhịn xuống. Cô là ai tôi không cần biết. Hiện tại thực sự chủ tịch không có đây. Cô tin hay không thì tùy. Tôi có phải làm việc không giải tiếp cô đâu tâm an nói xong thì bỏ đi thẳng vào thang máy có bảo quyên tức giận nói lớn cô tự mình là ai mà xem thường tôi cô đứng lại cho tôi không tâm an mặc kệ cô ta nói cô nhấn nút đóng thang máy lại bảo quyên do nói lớn nên thu hút sự chú ý của những nhân viên khác bị rào ngó cô ta hơi sượng mà đứng dậy hậm hự rời khỏi công ty tâm an lên đến phòng cô ngồi xuống chẳng hiểu sao đầu óc cô cứ không thể tập trung được đứng lên đi pha cho mình tách cà phê chưa kịp uống thì cửa phòng có tiếng gõ cửa Ai đó, mời vào Bên ngoài ông Tòng đẩy cửa đi vào Ông đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy khắc phàm Chủ tịch không có đây à? Tâm an không biết người trước mặt mình là ai Nhưng nhìn cách ăn mặc cũng biết là chức vụ cao trong tập đoàn Dạ, chủ tịch ra ngoài chưa về ạ Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế rồi nhìn tâm an Chắc cô không biết tôi là ai nhỉ? Dạ vâng, tôi chưa biết ạ Nói cho cô biết tôi là cổ đông thứ hai trong tập đoàn này Là chú của chủ tịch Thì ra là chú khắc phàm vậy cũng là chú của khắc huy à tập an liền gọi dạ chào chú ạ không biết chú đến đây tìm chủ tịch có gì không ạ không có gì đâu nếu không có khắc phàm ở đây thì thôi mà cô mới đến hôm nay à dạ vâng hôm nay là ngày đầu cháu đi làm ạ nhìn cô cũng xinh đẹp đấy chắc không có mối quan hệ gì đó với khắc phàm chứ chuyện cô là dâu nhà họ phan vốn ít người biết mà giờ cô đến tập đoàn làm việc cũng tránh lời bàn gia tán vào nên tâm an cũng không thể nói thật được dù đây là chú chồng của mình dạ chú nói quan hệ đó là sao ạ à? ông tòng cười phá lên cô thực sự không hiểu hay giả vờ đấy cháu nói thật ạ à? có gì chú cứ nói rõ ra đi ý tôi cô có phải người phụ nữ của các phàm không tôi xem có hồ sơ của cô dù tốt nghiệp loại khá nhưng không có kinh nghiệm sao mà được nhận vào đây chứ còn làm thư ký cho chủ tịch nữa dạ chắc chú hiểu lầm cháu đã có chồng không thể có quan hệ với chủ tịch như chú nói có vấn đề cháu không có kinh nghiệm cháu có thể học hỏi ạ ông Tòng hơi kinh ngạc vốn đến đây để điều tra xem cô có phải có gì đó với khắc phàm không để ông còn tìm cách đối phó nhưng giờ nghe cô nói vậy ông liền nảy sinh ra ý định khác cô đã có chồng rồi à dạ ông Tòng suy nghĩ một lúc lấy danh thiếp đưa cho tâm an cầm lấy mà cô cũng không hiểu dạ sao ạ à? cô cầm lấy đi nếu cần giúp đỡ gì tìm tôi giờ tôi có việc đi trước đây nói xong ông đứng dậy rời khỏi phòng tâm an nghe người nhìn tấm danh thiếp trên tay không khỏi thắc mắc trong lòng về dụng ý của ông khắc phàm mở cửa đi vào thấy cô đứng đơ ra thì hỏi em làm gì đứng ngây ra thế tâm an giật mình cô vội cất tờ danh thiếp đi trả lời anh à không có gì đâu ạ làm gì mà có vẻ khó chịu thế tâm an đi đến bàn làm việc ngồi cô ấm ức chuyện bảo quyên khi nãy đến nói tôi đâu có gì khó chịu đâu mà xanh về trễ thế đừng nói là em nhớ tôi đấy nhé Ai nèm nhớ anh Nếu anh về sớm tí thì gặp bạn gái anh rồi Bạn gái nào Em nói gì tôi không hiểu hết vậy Anh nhiều bạn gái lắm à Sao anh hỏi bạn gái nào Khắc phàm thấy thái độ cô như vậy thì bật cười Thì đến chỗ bàn cô ngồi Chống tay cúi xuống bàn gần cô Nhìn em rất giống đang ghen đấy Tầm màn giống như trột dạ Anh nói linh tinh cái gì đấy Mắc gì mà tôi ghen Thật không đấy Anh ra đi để tôi còn làm việc chứ Khắc phàm nghe vậy trở lại chỗ của mình anh còn nhiều vấn đề phải xem Mới mở chưa kịp xem thế ngừng lại Nhìn qua cô hỏi tiếp Mà lúc nãy ai tìm tôi à Tâm An vẫn cúi đầu làm việc Mà tiếp tục trả lời anh Tôi không biết vì cô ta không nói tên Nhưng mà đẹp nhá Cô ta đến nói muốn gặp anh Còn nói là bạn gái anh nữa Các phàm trong đầu nghĩ đến một người Anh cũng không bận tâm tới mà ngồi làm việc Còn Tâm An vô cùng bực tức Cô lén nhìn qua thấy anh điềm tĩnh làm việc như vậy Lại còn trả lời cô nữa Thì cô càng thêm khó chịu Chẳng hiểu sao mình như thế này Thời gian mới đó đến giờ tan ca Tâm An thu dọn bàn làm việc Rồi cầm túi sách chuẩn bị ra về Khắc Phạm thấy vậy lên tiếng Em không định đợi tôi về à Tôi tự đi taxi về được Không phiền anh đâu Em ngộ thế Cứ như tôi làm gì chọc giận em ấy Ai mà giận anh đâu Tôi về đây Này 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 đứng lại cho tôi Khắc Phạm cầm lấy áo khoác mặc vào Rồi đuổi theo cô Chẳng hiểu sao Chưa cô vẫn bình thường mà từ lúc anh về thì khác như vậy Cả hai ở trong thang máy Không ai nói với ai lời nào Cửa mở ra Tâm An bước đi trước Khi ra đến bên ngoài định đón taxi để về Bất ngờ một giọng nói từ phía sau vang lên Anh khắc phàm Trúc Thi vừa hay ra đến Thấy hai người nên lên tiếng khỏi Em kêu anh có gì không vậy Một ngày đầu em đi làm ấy Muốn mời anh với chị Tâm An đi dùng bữa cơm Tâm An định từ chối Khắc phàm lên tiếng Nếu vậy anh không từ chối Thôi anh đi đi nhá tôi không đi đâu Trúc Thi nghe vậy liền lên tiếng Ơ kìa chị đi cùng đi cho vui Đúng đấy em đi luôn đi Hôm nay ngày đầu em đi làm Coi như ăn mừng luôn Trúc Thi nắm tay Tâm An một cách thân thiết Anh khắc phàm nói đấy chị ơi Chị cứ đi chung luôn đi mà Tâm An thấy Trúc Thi nhiệt tình như vậy Cô không nỡ từ chối nên đành gật đầu Trúc Thi vui vẻ tươi cười nói với khắc phàm Để em gọi cho anh em Bên kiến văn luôn nhá Ừ gọi cho hai người họ đi mà em đi chung xe với anh luôn không thôi em có xe riêng rồi chút gặp ở nhà hàng nhé ừ vậy cũng được khắc phàm nhìn qua tâm an đi thôi tâm an theo anh đến chỗ đậu xe sau đó khắc phàm lái xe đi họ đến nhà hàng tây nằm ở ngay trung tâm thành phố cả hai xuống xe khắc phàm định kêu cô đi vào trong thì tâm an lên tiếng hay đợi chúc thi đến rồi vào luôn cũng được thôi nghe theo em vậy trở về đêm hơi lạnh tâm an đưa chân đá những viên sỏi dưới đất Khắc Phạm thấy vậy hỏi cô Chấn hết đau rồi à Ừ hết rồi Mình vào trong thôi ạ à, Hai người kia chút đến sau Trúc Thi vừa đến chỗ hai người vừa nói Sau đó cả ba đi vào bên trong Được phục vụ đưa lên trên lầu vào một phòng VIP Nơi đây khá rộng rãi sang trọng Một chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng Ngồi vào ghế Trúc Thi nói Chị Tâm An à mời chị chọn món ạ Tôi ăn gì cũng được Vậy em chọn luôn nhé Em cứ chọn đi nhớ thêm anh chai rượu đấy anh đúng là giống với anh trai em Cứ ăn là phải uống rượu mới được à Anh gọi là gọi cho anh người kia mà Cậu nói gì gọi gì chúng tôi đây Dĩ Kiệt và Kiến Văn cũng vừa vào đến Nghe thấy khắc phàm nói vậy thì hỏi Hai cậu đến đúng lúc thật đấy Được ăn thì bọn này sao không nhanh Mà vừa nãy cậu nói gọi gì cho hai đứa này cơ Trúc Thi lên tiếng Anh khắc phàm nhắc em gọi rượu cho hai anh Kiến Văn nhìn Trúc Thi Hai mắt anh sáng lên Wow, em gái giờ xinh đẹp quá Xem không nhận ra Trúc Thi luôn Anh khéo đùa Em thấy mình cũng vẫn vậy thôi Dĩ Kiệt bên cạnh lên tiếng Em gái tôi đẹp, lên qua gì đến cậu Kìa, kệ tôi chứ Kiến Văn kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc Thi Chắc em không ngại anh ngồi gần em chứ Dĩ Kiệt chửng mắt Này 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 này, cậu ngồi rồi còn xin phép cái gì nữa Này, sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi thế Khắc Phạm lúc này lên tiếng Thôi, hai cậu nhoi quá Biết vậy không kêu tới nữa Ô kìa, cậu đừng ham ăn quá nhé Mà đây là chúc Thi mời cơ mà Kiệt Văn nói xong thì nhìn qua Tâm An Chào em nhé, chúng mình có cơ hội gặp nhau nữa rồi Tâm An cười xã giao Dĩ Kiệt nãy giờ cứ nhìn cô chăm chăm Cho nên Tâm An có hơi ngại Kiệt Văn nhận ra nên nói Này Dĩ Kiệt, cậu làm gì nhìn con gái nhà người ta giữ thế Có chừng khắc phàm nó xử cậu đấy Anh hai đừng nói để ý chị Tâm An đấy nhá Tâm An xấu hổ đỏ mặt, khắc phàm thấy vậy thì lên tiếng. Thôi, đừng treo cối nữa, da mặt cối mỏng lắm. Có tí gì lại nội súng với tôi thì khổ. Tâm An lườm lườm anh. Anh nói cái gì thế? Kiển Văn cũng cười. Cuối cùng có người cầm chân cậu được rồi hả các phàm? Dĩ Kiệt ngờ ngợ như gặp Tâm An ở đâu, nhưng anh chưa nhớ ra nên đành thôi vậy. Người phục vụ mang đồ ăn lên, mọi người cùng nhau bắt đầu ăn uống. Dĩ Kiệt lấy rượu rót mời mọi người. Nào chúng ta nâng ly chúc mừng ngày đầu tiên Của hai người đẹp làm việc thuận lợi nha Trúc Thi cầm ly lên cụng Cảm ơn anh hai Tâm An chưa bao giờ uống rượu Nhìn thấy mọi người hào hứng Cô cũng không muốn phá bỏ bầu không khí này Cô cũng cầm ly rượu lên uống Do chưa quen cô bị sặc Khác phàm quan tâm cô Em không sao chứ Nếu không biết uống thì đừng có ép Ai nói tôi không biết uống Anh đừng xem thường tôi Uống một ly có thể sao hơi men. Tâm An càng hứng hoặc tâm trạng đang buồn bực mà uống tiếp những ly khác. Trúc Thi tử lựa không cao, nhưng vui quá nên cũng bùng xóa luôn. Cuối cùng kết thúc bữa ăn, cả hai cô say bí tỉ, ngồi gục trên bàn, mà miệng cứ lầm bẩm đã uống tiếp. Khắc Phạm rời khỏi chỗ ghế qua bên cô, đỡ cô lên rồi nói. Em say rồi đấy, tôi đưa em về. Tâm An nhẹ nhẹ, tôi đâu có say, tôi muốn uống tiếp. Nào, cạn ly nào. Kiến Văn còn khá tỉnh táo. Thôi, đưa cô ấy về đi. Trúc Thi thì có chúng tôi lo rồi. Vậy tôi về trước nhé Khác phàm bế tâm an rồi đưa cô đi ra khỏi phòng Mặc dù cô say Nhưng không vì vậy mà chịu im Ngược lại cô cứ khua chân múa tay Cô nhìn khác phàm chỉ biết lắc lắc đầu Đúng là để con gái say là một sai lầm rồi Trong phòng lúc này Trúc Thi gục xuống bàn không còn biết gì nữa Dĩ Kiệt định đưa em gái mình về Nhưng bất ngờ có điện thoại gọi tới Kiến Văn như hiểu chuyện hệ trọng cho nên nói có việc cậu tự lo đi nhá, chúc thì để tôi đưa về cho. Dù miệng cấm Kiến Văn không được lại gần em gái mình, nhưng họ lại là bạn thân quá hiểu nhau, nên dĩ kiệt tin tưởng ra em gái cho Kiến Văn. Ừ, nhờ cậu đưa nó về giúp, mà cấm lợi dụng nó đấy nhá. Hừm, khùng à, tôi là bạn cậu đấy. Là bạn nên tôi thừa hiểu cậu. Vậy thôi, cậu lo cho em ấy đi. Dĩ kiệt cười, tôi giỡn mà cậu làm gì ghê thế, tôi đi trước đây. Chìa khóa xe nó ở đây nhé. Dĩ Kiệt rời đi trước Kiến Văn cũng bổng Trúc Thi đi theo sau Đúng là tính của Kiến Văn đào hoa thật Nhưng đó chỉ là anh chơi đùa thôi Chứ còn tình cảm thực sự Anh dành cho Trúc Thi Ngay từ lần đầu gặp cô Anh bị sự ngây thơ trong sáng của cô thu hút Tình cảm lớn dần theo từng ngày Cho đến tận hôm nay Anh biết Dĩ Kiệt bảo anh không được đến gần Trúc Thi Là vì lo cho em gái Và cũng phần đùa giỡn với mình Kiến Văn chờ đợi ngày Trúc Thi du học về Chỉ để theo đuổi cô anh sẽ dùng sự chân thành để cô nhìn thấy được tình cảm anh dành cho cô có khắc phàm đưa tâm an vào xe gái dễ an toàn cho cô xong thì ngồi vào ghế lái được hơn nửa đường bất ngờ tâm an muốn nôn bắt buộc khắc phàm và cho xe dừng lại mở cửa định đưa cô ra ngoài tâm an đang nằm tự nhiên bị kéo ra cô khó chịu nói anh làm gì thế anh kéo tôi đi đâu thế hả tôi đi em ra ngoài em đang muốn nôn à Khắc Phạm vừa dứt lời, tầm an nôn hết vào người anh. Cũng không hề ý thức được mình đã làm gì, mà dựa vào ghế nhắm mắt ngủ ngon lành luôn. Khắc Phạm thì mặt đen thui, không khác gì cục đan. Anh ơi sạch sẽ, bây giờ cả người bốc một mùi vô cùng khó chịu. Nhìn cô thế này, anh chỉ muốn nuốt đi cục tức vào lòng. Đi ra ngoài, Khắc Phạm cởi áo vứt xuống đường. Một chiếc áo hàng hiệu giá đắt đỏ, mà anh xem chẳng khác gì hàng chợ cả, vứt là vứt thôi sau đó khắc phàm mới trở vào tâm an nôn xong có lẽ thoải mái nên vẫn cứ ngủ ngon khắc phàm thấy tóc cơ hôi rối nên đưa tay vén qua bên lúc này hai má cô ửng hồng bất giác khắc phàm cúi xuống định hôn tâm an lại quẹ lên làm khắc phàm dừng ngay hành động em đúng là biết làm khổ người khác đấy khắc phàm đưa tâm an về đến nhà thì cũng khá muộn người trong nhà đã ngủ hết lúc này cô đang ngủ say Thế vậy khắc phàm bồng cô ra khỏi xe Rồi vào phòng của cô Đặt tâm an trên giường Anh không quên lấy khăn lau mặt cho cô Có thể do nước lạnh khi cô nhăn mặt đưa tay cua loạn lên Sau đó khắc phàm kéo chăn đắp cho cô Định tắt đèn Nhưng nhớ lại cô nói sợ tối Nên anh bật đèn ngủ sáng vừa phải cho cô Nhìn gương mặt nhỏ dưới ánh đèn hồng ửng sáng Khắc phàm kìm không được Đưa tay chạm nhẹ má cô Là da láng mịn mềm cho các gì da em bé Khiến anh không muốn buông ra cứ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô lúc lâu Khắc Phạm đứng dậy đi ra khỏi phòng Anh khép cửa rất nhẹ Để cho tránh một tiếng động làm cô thức giấc Khi ra đến phòng khách chạm mặt bà Thanh Nhìn hướng anh vừa đi ra Bà lên tiếng hỏi Có làm gì mà từ đó đi ra Khắc Phạm điền tĩnh trả lời Có đưa tâm an về phòng thôi Giờ mẹ chưa ngủ à Mẹ xuống uống nước Sẽ đưa nó về phòng Cô ấy bị say à? Say à Mỗi ngày đầu đi làm uống say thế thì ra cái thể thống gì nữa hả mẹ đồng ý để nó đi làm chứ không phải muốn làm gì thì làm buông thả như thế rồi để có tiếng xấu ra cho nhà mình là không được với mẹ đâu kìa mẹ có chuyện gì to tác đâu mẹ làm lớn chuyện như thế ngày đầu đi làm cho nên là Trúc thi mời con đi ăn vui quá uống chút rượu thôi ạ à? Trúc thi con nói em dĩ kiệt á vâng có bé xin vào tập đoàn của mình làm Ừ, mà mẹ nói vậy thôi Để có gì thì lại bảo mẹ không nhắc Mà này Dù nói gì thì cũng là dâu nhà họ Phan Mai mẹ với Khắc Huy sẽ lên máy bay đấy Vâng, có biết rồi Thôi, mẹ lên phòng đây Bà Thanh đi rồi Khắc Phạm cũng lên phòng mình để nghỉ ngơi Sáng hôm sau Tâm An thức dậy, đầu cô đau như búa bổ Ngồi trên giường, cô nhớ lại chuyện hôm qua Trách mình sao uống đến mức say mềm không biết gì mà cô không nhớ sao mình lại về được nhà luôn Cố gắng nghĩ nghĩ Hình ảnh có sót lại hiện ra trong đầu Hình như khắc phàm đưa cô về Mà cô ói lên người anh hay sao ấy Tâm An vỗ vỗ đầu Tâm An ơi Đúng là mày tiêu đời rồi Nếu mày ói thật thì thế nào Kiểu gì anh ta cũng tìm cách hành lại mày đấy Rồi giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân Tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm Tầm nửa tiếng sau Cô ra khỏi phòng Vừa đến phòng khách Thấy Khắc Huy ngồi trên xe lăn cùng vali đồ Em chuẩn bị đi làm đấy à Thấy Khắc Huy hỏi Cô gật đầu Dạ vâng Còn anh ạ à? Ừ. Anh chuẩn bị cùng mẹ ra sân bay đây Hôm nay anh đi luôn à Ừ Khắc Huy Giờ mẹ và con ra sân bay thôi Kẻo trễ nhá Bà từ trên lầu đi xuống Tâm An lễ phép gọi Mẹ à? Cô ở nhà coi mà an phận Đừng quên thân phận trong nhà này Được đi làm thì phải làm cho tốt Chứ đừng có kiểu chơi bời đấy Vâng, con nghe lời mẹ dặn ạ Nghe thì nhớ cho kỹ dùm tôi Chứ đừng nói mà cho có Bây giờ tôi phải đưa Khắc Huy đi đây Tầm an nhìn Khắc Huy nói Anh đi đường Bình An ạ Chúc anh mau chóng khỏe mạnh trở về Cảm ơn em Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé Anh cố gắng về sớm nhất có thể Vâng Bà Thanh đến đẩy xe Khắc Huy ra ngoài Tầm an cũng đi theo Mà lúc này có người lái xe chở sẵn. Được Khắc Huy lấy xe, bà Thanh cũng lên. Đóng cửa xong, người tài xế ngồi vào ghế lái chạy xe đi. Khắc Phạm vừa hay cũng ra tới. Em ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa. Anh không tiễn mẹ và Khắc Huy ra sân bay à? Ừ. Tờ màn nghe anh nói vậy không hỏi nữa mà vào nhà ăn sáng. Bà Son thấy cô thì hỏi. Mợ đi làm được không? Cô mỉm cười đáp. Dạ tạm ổn bà Cũng mừng cho mợ. Nay bà chủ với cậu ba đi rồi, nhà mình cũng vắng. Dạ bà. Mời cậu hai với mợ ăn sáng. Tâm An ngồi xuống bắt đầu ăn, Khắc Phạm cũng vậy. Cả hai ăn xong thì đi làm. Lúc này trong xe, Tâm An nhìn qua Khắc Phạm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khắc Phạm nhìn ra nên hỏi, em có chuyện gì à? Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải hôm qua tôi nói vô người anh đúng không? Em thử nhớ lại đi xem có đúng không? À, tôi không nhớ rõ mới hỏi anh mà. Anh không nói thì thôi Vậy tôi kể cho em nghe nhé Khi em xem có bộ dạng thế nào Tầm an nghe vậy Trong đầu có sự cảm không mấy tốt Thôi anh không cần kể đâu Khắc Phạm cười nói Sợ à Không biết uống mà uống nhiều như vậy Nếu tối qua tôi đem em đi bán Chắc là thế nào nữa Thì tại mọi người vui Nên tôi không nỡ từ chối Mà anh có bán tôi Chắc cũng chẳng ai mua đâu mà Sẽ em biết không ai mua Thì mua tôi về chỉ tổ tốn cơm thôi Chứ để làm gì Vậy à Bữa hay tôi đây không thiếu cơm Tâm An nghe vậy thì ngại lắm Tự dưng anh nói như thế Cô nhanh chóng chuyển đổi sang vấn đề khác Mà tối qua tôi có ói không vậy Anh chưa có nói mà Không chỉ ói mà ói lên người tôi Làm tôi bỏ kéo khoác hàng hiệu đi Em coi mà đền bù cho tôi Vậy là cô nhớ không sai Cô có ói Tâm An cúi đầu Sao anh không để tôi giặt Sao lại đem bỏ đi phí cả đi Rồi bắt tôi đền nữa Hồi chết đi được ấy, không vứt thì để làm gì. Tôi, tôi đâu có tiền mà đen. Vậy thì trừ vào lương cũng được. Anh, tầm an nghĩ lỗi là của mình, cho nên nói. Thôi được rồi, anh trừ dần vào lương của tôi cũng được. Em đúng là ngốc. Tôi đây không thiếu tiền, chỉ một chiếc áo với tôi, đâu đáng là bao đâu. Vậy nhưng sao anh có mắt đến tôi? Tôi không mắt đến em, mà đến cái khác cũng được. Nên cái gì nữa? Cái đó để tôi suy nghĩ đã. Khác Phạm nói xong tập trung lái xe Trên miệng bớt giác nửa nụ cười Còn Tâm An bên cạnh thắc mắc về việc Anh muốn mình đền cái gì Nghĩ mãi không ra cô cũng không bận tâm tới nữa Đến tập đoàn cả hai cùng nhau lên phòng làm việc Tâm An bây giờ nhiệm vụ sắp xếp thời gian Cũng như lịch hẹn cho Khác Phạm Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ Tâm An đi ra mở cửa thì là Trúc Thi Chào chị ạ à. Đối với Trúc Thi Tâm An bắt đầu thích Vì tính cô ấy rất thân thiện gần gũi Em gặp chủ tịch à? Dạ, Mời em vào Trúc Thi bước vào vừa đi vừa hỏi Tối qua em say chả biết gì cả Cũng mang kiến văn đưa về nhà Chị thì sao ạ? À? Tầm An nhắc đến chuyện này thì lại xấu hổ quá à, Chị cũng có say Mẹ Khắc Phạm đưa chị về à? Tầm An không trả lời mà nói Em ngồi đi để chị lại nói Chủ tịch nhé Tầm An đi đến bàn làm việc của Khắc Phạm Chủ tịch à, Trúc Thi tìm anh Từ lúc Trúc Thi đi vào anh đã thấy Nên khi cô báo anh chỉ gật đầu Tầm An trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống Có khắc phàm đứng lên đi đến chỗ Trúc Thi Tìm anh có việc gì vậy? À, em muốn đến báo cho anh biết một việc ạ à? Thế về mặt Trúc Thi hơi nghiêm trọng Chắc chuyện của nó không hề đơn giản Khắc phàm ngồi xuống nói Có phải em phát hiện ra gì không? Anh nói đúng Hôm qua em xem số dự án gần đây của công ty Phát hiện có vài dự án có tranh lệch rất khác so với thực tế Em nói rõ hơn Ý em là phần chi tiền cho dự án đã được kê lên cao hơn so với thực tế ban đầu có thể nói có người lợi dụng kê khống để trục lợi Vì em nói anh phát hiện ra rồi Cho nên anh đuổi trưởng phòng để thay em vào đấy Mà đứng sau anh ta còn có người khác Anh có nghĩ đến một người Nhưng anh chưa có bằng chứng Người anh nói có phải cổ đông tòng không ạ? Sao em biết? Em suy đoán thôi Hôm qua ông ta có tìm em Ông ta tìm em á Khắc phàm không hề bất ngờ Vì chuyện anh đuổi trưởng phòng bảo Một người thân tin dưới chướng ông ta Nên ông ta rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được anh Anh đã nắm thóp được trưởng phòng bảo rồi Chỉ là trước khi đuổi Anh cho trưởng phòng bảo cơ hội nói ra mọi việc do mình làm Hay có ai đứng sau lưng Nhưng anh ta một mực nhận tội một mình mình Có thể thấy người chúa của mình sẽ đã đe dọa không nhỏ đối với anh ta Cho nên anh ta mới như vậy Bây giờ anh thay người mới Nên việc lão đến thăm dò cũng không lấy làm lạ Chu Tì gật đầu nói Vâng Vậy ông ta nói gì không Ông ấy chỉ hỏi xem hồ sơ của em thành tích tốt thế nào rồi lựa chọn em vào đây thế nào em nói với anh thì cũng như quen biết cho nên muốn vào làm để học tập kinh nghiệm ông ta nghe vậy rồi bỏ đi chắc ông ta muốn thu phục em dưới trướng mình giống như trường phòng bảo đấy nhưng mà không ngờ em lại quen anh anh nói vậy em thấy ông ta cũng ghê gớm thật ừ cái vòi ông ta vươn khá dài dễ bám sâu rất khó chặt đứt nếu muốn loại bỏ hoàn toàn không phải dễ đâu nhưng ông ta là chú của anh trong tập đoàn có phần Vậy ông ta lại làm hạ đến tập đoàn Chẳng phải đụng đến lợi ích của chính mình à Ông ta Một con cáo già tham vọng Muốn lật đổ nhà anh để chiếm đoạt Nhưng mà anh không để ông ta có cơ hội đâu Em cứ làm việc gì anh nói Nhưng phải nhớ cẩn thận Tránh bước dây động rừng Việc của trường phong bảo Anh muốn nhắm vào để ông ta thấy xem như cảnh cáo Nhưng lão sẽ không sợ đâu Có thể tạm thời sẽ thu dọn sạch sẽ Im lặng một thời gian Em hiểu rồi Vậy tôi em về phòng ạ à? Ừ em đi đi Trúc Thị đứng lên chào Tâm An Sau đó rời đi Tâm An nãy giờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người Cô không ngờ người chú chồng của mình đáng sợ như vậy Cô nhớ đến tờ danh thiếp hôm qua ông ta đưa Chắc là như khắc phàm nói Muốn cô đi về phía ông ta Nhưng ông ta không biết Cô là vợ khắc huy cháu của ông ta Ta ca tôi kêu tài xế cho em về nhà Hôm nay tôi đi công việc Khắc Phạm thấy Tâm An ngây người nên hỏi Em sao thế Tâm An giật mình à, anh gọi tôi gì à? Em nghĩ gì tập trung vậy? Tôi nói không nghe luôn à? Không, không có gì ạ. À? Mà anh nói gì cơ? Tôi nói chiều tan làm, tài xế đưa em về. Còn tôi đi có việc. Vâng, tôi biết rồi ạ. À? Tâm An nghĩ việc ông Tòng gặp mình cũng không cần nói cho khắc phàm biết. Cô tiếp tục làm công việc của mình. Để giờ tan làm, Tâm An thu dọn túi sách ra về. Khắc phàm thì đi trước cô rồi. Ra đến cửa, Trúc Thi lên tiếng. Chị Tâm An à? Tâm An quay lại hỏi. Em gọi chị có việc gì không? À chị về một mình à Còn sớm Chị em mình đi chơi chút rồi em đưa chị về Tâm An bây giờ khá thoải mái Vì bà Thanh không có nhà Mà lâu rồi cô không được đi đâu chơi Sẵn khắc phàm đã đi công việc Cho nên cô gật đầu luôn Ừ vậy cũng được Trúc Thi vui mừng nắm tay cô đi đến chỗ đậu xe Trúc Thi không có bạn bè gì nhiều Lại đi học xa cho nên ít giao du với bạn mới Vừa gặp Tâm An cô đã thấy thích Cho nên muốn kết giao chị em Tâm An vào xe ngồi, Trúc Thi lái xe đi. Nhìn xe của Trúc Thi rất sang trọng, Tâm An đoán ra cảnh cô không đơn giản đâu. Chắc cũng là tiểu thư giàu có, nhưng tính cách cô không hề kiêu căng hay chảnh trẻ, ngược lại rất hòa đồng nên Tâm An rất mến. Xe dừng trước cửa trung tâm mua sắm, khi xuống xe, Tâm An thấy vậy hỏi, em mua gì à? Dạ, em cần mua chút đồ, mà chị mua gì không? Chị em mình cô vào lựa đi. À, vậy em vào đi, chị ở đây đợi, tại chị cũng không mua gì đâu. Thôi vào cùng em, Sẵn chị em mình tìm cái gì ăn luôn Tâm An nghe vậy thì theo Trúc Thi vào trong Cả hai vào một cửa hàng đồ nữ Trúc Thi nhìn ngắm một hồi Chọn được vài bộ Cô đưa cho Tâm An xem Chị thấy mấy bộ này thế nào Ờ hợp với em đấy về để em thử nhé ừ, Em đi thử đi Tâm An đứng ở ngoài Còn Trúc Thi vào trong thử đồ Cô thấy ở phía trước Có chiếc váy rất dễ thương Nên đi đến xem Ngồi nhìn bảng giá Tâm An choáng Vì giá khá là cao cái thứ nhân viên quèn như cô Mà cũng đến đây mua đồ á Tâm An quay lại Thấy người hôm qua đến tìm khắc phàm Nghe lời nói xem thường người khác của cô ta Khiến Tâm An cũng không mấy thiện cảm Ở đây đâu quy định người làm công Thì không được vào đâu Cô vào được thì tôi cũng vào được mà Bảo Quyên nhìn Tâm An cười mỉa mai <cười> Cô nhìn lại cô đi Mặc đồ quê mua chết đi được Thì đúng cô vào được nhưng liệu có tiền để mua không kìa. Bảo Quyên nói xong thì đi đến, cố tình lách người đựng chúng tâm an. Này này này, cô vừa thôi nhá, đừng có kiểu không xem mai ra gì. dương rộng vậy, mắc gì cô không đi mà cố tình đụng tôi thế? Tôi thích đấy, cô làm gì được tôi? Mà cô không mua thì biến đi chỗ khác để người khác mua. Đứng đây tôi thấy chướng mắt quá. Sau đó Bảo Quyên nói với nữ nhân viên. Nếu muốn tôi mua đồ ấy, đuổi cô ta đi đi Tâm An nghe thế nói Cô lấy quyền gì mà đuổi tôi Bảo Quyên lấy tấm thẻ đen Dơ lên trước mặt Tôi lấy quyền này này Còn cô có không hả Người nhân viên đứng gần đó không biết phải làm gì Vì thực sự không muốn làm mất lòng khách hàng Nhất là cô ta nhìn ra Bảo Quyên ăn mặc sang trọng Lại sở hữu thẻ đen Nên là người có tiền Vì vậy thì đến Tâm An Dạ, nếu như quý khách không mua thì mời rời khỏi đây tránh làm phiền đến những khách hàng khác ạ. À? Tầm an bất mãn trước thái độ phục vụ của nhân viên. Dù biết bản thân bị xem thường nhưng cô đúng là không cố ý định mua gì, vì vậy cũng rời đi để khỏi trướng mắt. Có gì sẽ đợi trúc Thi ở ngoài. Ai nói chú tôi không mua? Cô là nhân viên lại xem thường phân biệt đối xử với khách hàng của mình như thế à? Tôi sẽ gặp quản lý của cô để nói chuyện. Trúc Thi vừa thử đồ xong thì chứng kiến tất cả cô rất bất bình với những chuyện như thế này người nhân viên nghe cô nói thế thì sợ hãi năn nỉ xin cô đừng mách với quản lý tôi biết lỗi rồi mà xin lỗi chị ấy đi chứ người nhân viên đi đến trước mặt tâm an tôi tôi xin lỗi tâm an không muốn làm lớn chuyện cho nên nói với trúc thì thôi bỏ qua đi dù gì cũng không đáng mà biết là thế nhưng mà phải nói sao để lần sau họ không đối với người khác như vậy nữa mà chị cũng lựa đi thôi chị không mua đâu Chị còn nhiều đồ mà Chị cứ lựa đi Không người khác nghĩ mình không có tiền Chả biết giàu hơn ai Mà tỏ ra khinh thường người khác Thì cũng biết nhân cách không ra sao rồi Thay vì mặc trên người bộ đồ đắt tiền Nên mua gương ngoài soi cái nét trước đi đã Bảo Quyên nghe vậy liền tức giận đến đỏ mặt tía tai Trừng trừng mắt nhìn Trúc thì Cô nói ai thế? Cô biết tôi là ai không? Cô la thì kể cô Mà cô không có lỗ tai à? Tôi nói là ai thì cô phải biết rõ chứ cô Tâm An không muốn hai bên cãi cọ Cô nắm tay Trúc Thi Thôi bỏ đi Đừng vì mấy người không đâu mà làm mất tâm trạng Chị nói phải Thôi ném thanh toán rồi mình đi ăn nhé Ở đây thêm cho em buồn nôn vì cái mùi filler Toàn đồ giả và lại còn làm vẻ chứ Bảo Quyên đứng đó tức giận hét lên Cô nói ai là đồ giả Trúc Thi chẳng thèm đếm xỉa đến Mà đưa thẻ của mình cho nữ nhân viên thanh toán Không quên lấy luôn cái váy Tâm An lúc nãy xem Của quý khách ạ à? Mong lần sau được phục vụ quý khách Nhớ là đối với khách hàng của mình Đừng nhìn băng mắt Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn Lần này nể tình chị tôi nói giúp Nếu không tôi nói chuyện với quản lý của cô rồi đấy Dạ vâng ạ Mình đi thôi chị Trúc Thi nắm tay Tâm An rời khỏi cửa hàng Có bảo quyên dậm chân hứ lên rồi ngoe nguội bỏ đi Người nữ nhân viên bây giờ mới thấy Trúc Thi nói đúng Xem chút nữa cô đắc tội với khách hàng của mình Trúc Thi và Tâm An xuống tầng Thì chọn một nhà hàng vào ăn Cả hai vào một bàn gần cửa sổ để ngồi Lúc này Trúc Thi đưa túi đồ cho Tâm An Em tặng chị Tâm An bất ngờ nhìn chiếc váy mình đã xem lúc nãy Sao tặng chị thế? Em giữ đi để mặc chứ Chị cứ nhận đi cho em vui Em mến chị mà Từ nhỏ chỉ có mỗi anh trai Nên rất muốn có một người chị Khi gặp chị em rất thích Chị không như những người khác Em nói thật nhé Đa số họ chơi với em lợi dụng em thôi nên em ít khi kết giao bạn bè Chị em mình cũng có duyên Nên em muốn được làm em của chị Còn về quà chị cứ nhận đi Nó không đáng bao nhiêu đâu mà Tâm An không nỡ từ chối nên đành nhận Cảm ơn em nhé Đấy chẳng phải vui hơn à Em với chị đừng ngại khách sáo gì hết Em quý chị chẳng khác gì chị ruột đâu Tâm An cũng là con một Không biết cảm giác tình anh chị em Nhiều khi thấy bạn bè cùng lứa Có chị có anh Mà cô thèm Cô ước mình cũng thế Bây giờ Trúc Thi nói vậy Cô cũng vui vì mình có em gái Cô gái lúc nãy đúng là xấu tính thật đấy Tâm An nghe vậy nói Cô ta bạn gái chủ tịch đấy Trúc Thi háo hốc mồm Hả? Cô ta mà là bạn gái anh khắc phàm á Ừ, hôm qua cô ta đến tìm chủ tịch Nhưng chủ tịch không có ở công ty Cô ta khó chịu không tin chị cơ Còn nói chị coi trường bị đuổi Vì cô ta là bạn gái chủ tịch Mà lúc chị nói lại chủ tịch cũng không có phủ nhận Chắc là thật rồi Trúc Thi chống tay lên bàn suy nghĩ không lý nào cô anh khắc phàm mạnh như thế Đi thích loại người đỏng đảnh Chẳng xem ai ra gì Em thấy em khắc phàm hợp với chị hơn Em tưởng hai người Tầm an vội nói Ấy không phải như em nghĩ nhé Chị với chủ tịch là nhân viên với sếp thôi Làm gì có quan hệ như em nghĩ đâu Nhưng em thấy anh ấy quan tâm chị mà Trong mắt anh ấy chỉ có mỗi chị thôi ấy. Không Thôi bỏ qua chuyện họ đi Dù có là vậy hay không Thì cũng là chuyện duyên của anh ta Trúc thì nghe vậy không nói nữa Phục vụ cũng mang thức ăn ra cho cả hai dùng bữa Còn khắc phàm Anh đến biệt thự của mẹ con ông Tòng Lúc này anh ngồi ở phòng khách Có bà Hạnh tiếp đón Bà Hạnh là người phụ nữ đoan trang Sinh ra trong gia đình danh giá Nên từ nhỏ được học hành tử tế Bà khác với chồng và mẹ chồng Không hề có tham vọng Bà làm tròn trách nhiệm của người vợ Người con dâu trong nhà Hơn hết là người mẹ Dù bà luôn bị mẹ chồng trách móc Vì không sinh được con trai nhưng biết đó là lỗi của mình Bà im lặng chịu đựng sự đai nghiến khắc nghiệt Không phải bà không biết ông Tòng mèo mỡ bên ngoài Chỉ là bà cho qua Để giữ gia đình êm đẹp Phần với Bích Chi con gái bà Lúc này bà hạnh hỏi khắc phàm Con về từ lúc nào Chị bên nhà khỏe hả Con về mấy ngày rồi thím mẹ con khỏe Vậy bây giờ con ở luôn hay sao Lâu rồi thím không có qua bên nhà con chơi Con tiếp quản tập đoàn Nên con sẽ không đi nữa Vậy cũng được có con đỡ đần chị hai chị cũng khỏe phần nào mà con cũng tài giỏi tập đoàn có con quản lý sẽ phát triển tốt cô nói vậy ý chê chồng cô không giỏi à bà hồng từ trên lầu đi xuống bà hạnh lễ phép gọi mẹ à bà hồng không nói gì đối với bà hạnh bà luôn không thấy vừa mắt mà cũng chẳng thể làm quá lên vì con trai bà đang ở bên nhà của bà hạnh không ít tuy có tuổi nhưng bà hồng còn khỏe mạnh minh mẫn mẹ ngồi đi ạ khắc phàm qua chơi ạ bà hồng ngồi xuống nhìn qua khắc phàm về rồi à Khắc Phạm biết bà Hồng chẳng ưa gì mình Nhưng dù gì bà cũng là vợ của ông nội Cho nên anh vẫn giữ lễ Dạ con về mấy ngày rồi bà Tôi nghe nói cậu giỏi lắm Mới về lên làm chủ tịch rồi Tại bao năm qua mẹ vất vả vì tập đoàn Nên giờ con muốn mẹ được nghỉ ngơi ạ à? Chẳng phải tại nó cả Nó chỉ là dâu thôi Mà muốn dành tập đoàn quản lý Trong khi thằng Tòng là con trai sờ sờ ra đó lại không thể Bà nói vậy không phải rồi ạ à? Tập đoàn là ông nội để lại cho ba con Ba con để lại cho mẹ nên mẹ quản lý Còn chú cũng có cổ phần riêng mà Nghe cậu nói thì hay Nó cũng ghê gớm lắm Cả chồng cũng dùng thủ đoạn để đi tu khi tuổi còn trẻ Để chiếm lấy phan thuận Khắc phàm nghe bà Hồng nói mẹ mình như vậy Anh nhị không được lên tiếng Bà nói đàng hoàng một chút được không ạ à? Chuyện nhà con không đến lượt bà phải quản đâu ạ à? Bà Hồng tức giận Cậu nói vậy là sao Ý cậu... Cậu là con cháu mà dám nói với tôi như thế hả? Bà Hạnh thấy không khí giữa hai người căng thẳng. Bà nói vào nhằm hòa giải. Thôi mẹ uống trà đi. Mà khắc phàm ở lại chơi dùng bữa nhé. Thôi thím ạ. À, con đến chỉ đến thăm hỏi cả nhà. Bây giờ con phải về rồi. Chào bà chào thím. Ờ thế tiễn con. Bà Hạnh đi cùng khắc phàm ra ngoài. Dọc đường bà nói. Tính bà thế đấy chứ không có ý gì đâu. Con đừng buồn nhé. Con hiểu mà thím. Con nghĩ thím chịu đựng bao nhiêu năm chắc cũng không dễ dàng gì à, Giết rồi quen thôi Chờ khi Bích Chi lập gia đình yên ổn Chắc thím cũng theo con đường tu hành như anh hai thôi Bích Chi bây giờ vẫn đi học ở thím Ừ Nó đam mê thiết kế thời trang Mà chú con muốn nó theo con đường kinh doanh Cho nên hai ba con bất hòa lắm Nó đi du học cũng sắp về rồi Dạ Em ấy thích gì để mấy tự do lựa chọn Chị ép buộc vậy cũng không phải tốt Phải chi chú con hiểu được vậy Thì đâu có chuyện gì Mà khắc huy sao rồi con có tiến triển gì không Tội thằng nhỏ Tương lai đang rộng mở mà lại gặp chuyện như thế Nó hôm nay lên máy bay ra nước ngoài điều trị rồi thím à Có mẹ đi cùng Thím cũng mong cho khắc huy có thể bình phục Dạ cảm ơn thím Con về đây ạ à? Rảnh thì con qua chơi Khắc phàm lên lái xe Ông Tòng cũng vừa bước xuống Ai mới đến à À khắc phàm đến chơi Ông Tòng vừa nghe tên đã khó chịu Nó đến chơi chắc có mục đích gì rồi sao ông nói thế là người một nhà cả mà ai một nhà với nó bà nói cho cẩn thận đi mẹ nghe được là có chuyện đấy bà hạnh thở dài bao năm qua bà chịu đựng như vậy mà không hiểu sao mình có thể sống mấy chục năm cùng con người ích kỷ không hề nghĩ đến cảm nhận của bà chỉ đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu hơn cả tình thân cả hai vào phòng khách ông tòng thấy bà hồng thì gọi mẹ con về rồi đấy à phải sớm chút nữa gặp thằng Khoác Phàm rồi không? Con nghe vợ con nói rồi Bà Hồng liếc xéo bà Hạnh Hơi đâu mà nói tới vợ con Nó xem người ngoài hơn là người nhà mình Vợ con làm gì Phật ý mẹ à? Thì đấy, con tự hỏi nó đi Ông Tòng đưa mắt nhìn qua bà Hạnh vì trách móc Thấy vậy bà không muốn ở lại nên lên tiếng Thôi, để con xuống dọn cơm Đi đi, ở đây tôi thấy thêm chướng mắt thôi Bà Hạnh nói rồi ông Tòng mới hỏi Nó đến có nói gì không mẹ Mèo khóc chuột Đến giả đò hỏi thăm ấy mà Mẹ thấy chắc đến để lên mặt Vì được ngồi lên ghế chủ tịch Có con định để nó vượt mặt luôn à Mẹ yên tâm Thời gian ngắn nữa con đoạt lại những gì thuộc về con Mẹ tin con Những thứ đó vốn là của con Chỉ là bọn họ dùng thủ đoạn cướp mất thôi Dạ mẹ bán cơm đi mẹ Ông Tòng qua dư bà Hồng Hai mẹ con gương mặt lúc này hiện lên sự đắc ý về toan tính, tham vọng của bản thân. Tâm An sau khi cùng chúc Thi ăn xong thì về nhà. Lúc này đã gần 7 giờ. Cô vào phòng tắm tắm rửa xong hết thì đi ra xuống phòng ăn. Bà Son thấy cô thì nói. Cơm xong rồi, chờ cậu hai về rồi dọn ăn luôn nha mợ. Tâm An nghe vậy mới biết khắc phàm chưa về. Anh rời công ty trước cô, không biết đi đâu mà tới giờ chưa về. Mà anh đi đâu, đâu tới lượt cô quan tâm Nghĩ vậy Tâm An cũng không bận tâm tới Dạ lúc nãy con ăn với bạn rồi ạ Tí anh ta về Bà dọn cho mình ngay tan là được ạ Thế hả mỡ à, tôi biết rồi Ở quê sắp đến rủ ông chồng tôi Nên tôi định xin cậu mợ cho về giữ ít hôm Tâm An không thể quyết định những việc này Nên cô lên tiếng Bà cứ hỏi khắc phàm ạ Con không tự mình định đoạt được đâu ạ Thế thì để cậu về tôi nói lại Mà mai có về cùng bà không ạ Tôi định xin cho nó về theo tôi Tại dưới quê có gọi kêu về làm giấy tờ gì đó Sẵn đợt này tôi dẫn nó về làm luôn Sợ về rồi nhà không ai làm Vậy à ba Mà giờ mẹ với anh Khắc Huy đi rồi Nên việc nhà cũng ít Cơm nước thì con có thể lo được ít hôm không sao đâu ạ à, Nếu vậy cảm ơn mợ Nhưng phần cậu hai thì tôi không biết sao nữa Dạ vâng Để tiên nghe về con nói giúp ạ à, Cảm ơn mợ nhé Bà đừng nói thế con từ lúc về đây bà giúp đỡ con nhiều Rồi thương con Xem con như con cháu Việc nhỏ này đâu có gì đâu bà Bà Son biết tính tâm an tốt Nên bà rất thương Bà Thanh hiện không có ở nhà Bà cũng mừng cho cô Vì cô không phải chịu sự hà khắc từ mẹ chồng Mà cô đi làm vậy cũng được thoải mái hơn Tâm An trở lên phòng khách ngồi chờ khắc phàm về để nói chuyện với bà Son. Cô đã hơn nửa tiếng, không thấy anh về, nên cô đi ra sân hóng mát. Một lúc sau, thì xe khắc phàm về đến. Khi xe dừng lại thì anh xuống xe, Tâm An đi nhanh đến vì gấp nói chuyện bà So nên hơi vội. Cô vấp chân ngã nhào phía trước, rất may khắc phàm đỡ được cô. Cô nằm gọn trong lòng anh, anh lên tiếng. Tôi về mà em mừng đến mức như thế à? Tâm An lúc này áp sát mặt vào lồng ngực anh. Bữa hương mát lạnh tỏa ra từ cơ thể anh khi cô đỏ mặt. Cô lúng túng định thần trở lại. Ai mừng gì đâu, anh đừng có nói lung tung gì chứ. Nhưng tôi thấy em rõ ràng vậy đấy, Cô định chối nữa Tôi mới đi chút mà đã chạy đến Lần sau nhớ cẩn thận nhé Nếu không tôi đỡ không kịp thì sao chứ Tâm An không muốn nói đến vấn đề này Cô lảng tránh chuyện khác Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh Có gì em nói đi tôi đang nghe đây Bà sao muốn xin anh để mai về quỹ đi hôm vì dỗ chồng Cái bé mai cũng đi luôn Mà anh cho hai người họ về được không Cơm nước tôi lo được Ừ Thế anh có đồng ý đúng không Đáp án của tôi chẳng phải rõ ràng rồi à Tâm An nghe vậy vui vẻ nói. Cảm ơn anh nhé. Để tôi cho bà son hay. Nói xong cô chạy vào nhà. Khắc phàm nhìn theo chỉ biết cười. Sau đó cũng đi vào nhà. Còn Tâm An vào trong phòng ăn. Nói cho bà son hay. Thì bà rất vui. Cảm ơn mợ nhiều lắm. <laughs> Có gì đâu bà cảm ơn con mãi thế. Bà về mai về rồi. Nhà lại vắng thêm hơn thôi. Tôi đi tầm 3 ngày tôi lên. Chứ để mợ vừa làm việc nhà. Lại vừa đi làm. Lo cho cậu hai nữa thì cực cho mợ. Mà cậu về rồi hả mỡ Để tôi với con Mai dọn cơm lên Vâng anh ấy về rồi ạ Chắc đang ở trên phòng ấy Để con lên gọi xuống ạ Tâm An vừa đi lên lầu Đến phòng khắc phàm thấy cửa không khóa Cô mở cửa đi vào Trong phòng lúc này không có ai Tâm An tưởng anh chưa lên cho nên định trở ra Thì cửa phòng tắm mở ra Khắc phàm bước ra chỉ mỗi chiếc khăn tắm cuốn bên dưới Toàn thân anh vẫn còn ướt Từng giọt nước trên đầu do vừa gội đầu mà nhỏ xuống bờ vai anh lúc này càng nhìn nổi bật làn da đồng rán chắc cùng phần cơ thể vạm vỡ sau múi tầm an sau một giây thất thần thì đưa tay bịt mắt mà hét lên sẽ không mặc đồ hả Khác phàm bình thản lên tiếng em làm gì mà la lớn thế tôi thấy bình thường hơn hết là em tự ý vào phòng tôi còn gì nữa tầm an đuổi lý anh đúng là biến thái nếu em nói vậy tôi biến thái cho em xem nhé tầm an nghe thấy hoảng sợ cô mở mắt ra nhìn anh không quên đưa tay che lấy ngực phòng thủ anh đừng có làm bậy tôi làm gì em em bảo làm bậy hay em muốn khắc phàm cố tình cúi sát ghé vào tai cô tâm an dùng mình phía hơi lạnh phả vào mặt cô đưa tay đẩy anh ra anh coi mặc đồ vào rồi xuống ăn cơm đi nói xong cô quay người định đi nhưng khắc phàm đưa tay giữ cô lại bất ngờ nên tâm an mất thăng bằng thế là nằm gọn trong vòng tay anh hai người bốn mắt nhìn nhau thời gian cũng như dừng lại thời điểm đó trái tim cô đập rất nhanh người đàn ông trước mặt cô thực sự quá quyến rũ Gần như cô sắp không chống cự được Khắc phàm thì từ từ cúi mặt đến gần cô Tâm An suy nghĩ trong đầu Anh ta muốn làm gì? Không lẽ hôn mình à? Nhưng sao có chuyện đó? Để khi môi cô có cảm giác lành lạnh Cô gần như tròn mắt bất động Vì môi anh phủ kín từ lúc nào Sau đó cô kịp phản ứng đưa tay xô anh ra Cô chạy ra một hơi ra khỏi phòng anh Về phòng mình cô thở hổn hển Ngồi xuống giường đưa tay sờ môi mình Đó là nụ hôn đầu đời của cô Tại sao anh cướp mất như thế? có hơi tức tối Nhưng tâm an cũng không phủ nhận được Một cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn đó Cô bất giác đỏ mặt Nằm út mặt xuống giường lăn qua lăn lại Mày không được nghĩ đến, không được nghĩ đến Quên đi, anh ta là anh chồng của mày cơ mà Qua một lúc thì cô mới chìm vào giấc ngủ Cũng như những lần trước Cô mơ về giấc mơ đó Một bóng dáng cao lớn ẩn hiện sau cánh cửa sáng chói Dù cố gắng bao nhiêu Cô không thể nhìn rõ mặt người đó Sáng hôm sau như thường lệ Cả hai ăn sáng xong thì chuẩn bị đến tập đoàn. Bà Son cùng Mai đã thu xếp đồ chuẩn bị ra bến xe để về quê. Trước khi đi, Khắc Phạm cũng cho bà số tiền, dù lương trước đó bà trả đủ. Bà Son từ chối không nhận, nhưng cuối cùng vẫn bị Khắc Phạm thuyết phục. Trong xe lúc này, Tâm An mới nói, Cảm ơn anh. Vì chuyện tôi cho tiền bà Son á? Ờ, vâng. Tôi thấy việc nên làm thôi. Bà ấy cũng làm cho nhà tôi từ nhiều năm nay, Xem như đó là phần thưởng cho sự kiên trì chăm chỉ của bà ấy Mà nó cũng không đáng bao nhiêu mà Tâm An đi khắc phàm bằng cái nhìn khác Tuy anh lạnh lùng Và là một chủ tịch tập đoàn lớn Nhưng có những suy nghĩ lo cho người ở trong nhà Không phải ai cũng được như thế đâu Làm gì em nhìn tôi ghê thế Đừng có nói là thích tôi rồi nhá Thịa cảm chưa bao lâu Tâm An nổi cáo vì lời trêu đùa của khắc phàm Anh ảo tưởng đấy à Ai mà thích anh chứ Vậy sao Tôi trước nay chưa hề ảo tưởng bất cứ thứ gì Nếu tôi thích Tôi sẽ cố gắng để có được Tâm An nghe vậy không nói gì Cô hướng ánh mắt ra bên cửa kính xe Để nhìn cảnh bên ngoài Lúc này tự nhiên trong đầu nhớ về nụ hôn thoáng qua của buổi tối Mặt cô bất giác đỏ ửng lên Khắc Phạm cũng tập trung lái xe Nhưng biểu cảm của cô nằm trọn dưới đáy mắt anh Đến tập đoàn Mạnh ai nấy làm công việc của mình Lúc chuẩn bị đến giờ ăn trưa Điện thoại Tâm An reo lên Cô nhìn màn hình thấy đó là số Trúc Thi Hai người hôm qua trao đổi số của nhau cô nhanh chóng nghe máy chị nghe đây đầu dây bên kia trúc thi nói em đợi chị xuống ăn cùng nhá Ừ, mời chút chị xuống sau đó cô tắt máy cả hai bây giờ thân thiết không khác gì chị em khắc phàm bên cạnh luôn theo dõi cô từ khi cô nghe điện thoại em nói chuyện với ai mà vui thế à trúc thi gọi tôi xuống ăn cùng khắc phàm hơi bất ngờ chỉ một thời gian ngắn cả hai thân nhau như vậy em với trúc thi thân thiết như vậy từ bao giờ thế Chị có gái bọn tôi anh hỏi làm gì nhiều thôi tôi xuống dưới đây Tâm An đứng lên chuẩn bị đi khắc Phạm cũng đứng dậy đi theo Cô quay lại nhìn anh Anh theo tôi làm gì Thì đi ăn thôi Anh là chủ tịch Sao anh cùng nhân viên chúng tôi được Có sao đâu Đi thôi Tâm An chẳng biết làm gì khác Ngoài để anh đi cùng Cả hai vừa ra khỏi thang máy Trúc Thi đã đứng đợi sẵn rồi Thấy hai người liền hỏi Ủa anh Khắc Phạm đi ăn cùng bọn em à Hay là em không thích anh đi ăn cùng Tâm An lúc này lên tiếng Tự nhiên anh ta nổi hứng muốn ăn cùng chị em mình đấy Trúc Thị cười nói Đâu có đâu, đông người càng vui thôi Nào mình đi Trúc Thị đi qua khoát lấy tay tâm an Rồi cả hai vui vẻ đi trước Khắc phàm thì lũ thủ đi theo sau Ai đời chủ tịch mà chịu ra dĩa như vậy Đều tại anh Cho nên trách ai bây giờ Ba người ngồi cùng bàn với nhau Điều đó khiến tất cả nhân viên đều nhìn Vì lần đầu chủ tịch ăn ở căng tin Mà người ngồi cùng chủ tịch không phải đơn giản Dù tò mò Nhưng ai cũng không dám mở miệng bàn tán Chỉ lặng lẽ ăn tầm an án thấy ánh mắt mọi người nhìn hướng mình nên nói anh thấy chưa tự nhiên muốn ăn cùng chúng tôi chi mọi người càng nhìn như vậy khắc phàm quay mặt nhìn phía sau tất cả nhanh chóng cúi đầu ăn có ai nhìn đâu họ sợ anh nên đâu để anh thấy mà tôi kệ họ em quan tâm làm gì tôi đâu muốn quan tâm nhưng mọi người nhìn vào sẽ đồn thổi tôi với trúc thi có mối quan hệ mờ ám với anh vậy thì sao tầm an cạn lời không thèm nói nữa khắc phàm lúc này nói lớn ở đây ai bà tán bậy bà Thì viết đơn xin thôi việc cho tôi nhé Vừa nói xong Ai nấy sợ toát cả mồ hôi ra Từng người một cúi đầu rời khỏi căng tin Này anh làm cái gì thế Thì em sợ họ đồn thổi tôi giải quyết luôn thôi Anh giải quyết như thế á Rồi họ nghĩ gì với chúng tôi chứ Trục thì nãy giờ im lặng Bây giờ cô lên tiếng xoa dịu tình hình Thôi anh chị ăn đi Mấy đó mình bỏ qua đi mà Em coi anh ta thật không biết dùng từ mà nói Chả hiểu sao làm chủ tịch được nữa nhưng tôi vẫn là chủ tịch vẫn là sếp em đấy thôi trục thì thấy lời mình nói dường như không hề làm ảnh hưởng bầu không khí hiện tại cô liền đổi sang chủ đề khác anh khắc phàm này tối nay kiến văn có buổi tiệc trên du thuyền em nghe anh hai nói hay là tối nay em với anh cùng với chị tâm an đến đó chơi không tiệc gì mà anh không nghe cậu ta nói vậy tâm an nghe vậy cũng nói vào thì người ta sợ anh cho nên mới không nói thôi em nghe nói là mừng thành công show diễn vừa rồi ạ à, chắc chưa nói chưa ba người thân nhau thế sao thiếu anh được khắc phàm không chờ Trúc thi nói hết anh lấy điện thoại ra gọi bên kia vừa bắt máy anh nói luôn cậu giỏi đấy có tiền vui không rủ tôi kiên văn cảm nhận sát khí từ lời của anh không phải anh quên bạn chỉ là trong buổi tiệc có bảo quyên nếu như có khắc phàm mọi việc càng thêm phức tạp cậu nghe tin này từ ai thế từ ai cũng không cần biết tối nay tôi sẽ đến nhưng mà tôi nói trước có bảo kiếm văn chưa nói hết câu khắc phàm tắt máy sau đó anh nói với trúc thi tối nay anh đưa hai người đến đó tâm an thấy vậy nói thôi tôi không đi đâu đi đi chị ơi chơi du thuyền vui lắm lại được ngắm cảnh trên sông có em đi cùng rồi chị sợ gì nữa trúc thi cũng đã nói thế tâm an đành miệng cưỡng đồng ý cô thật tình không muốn tham gia những bữa tiệc đông người ồn ào như vậy trước đây cũng thế mỗi lần ba cô đi tham dự những buổi tiệc nhằm tạo quan hệ trong làm ăn cô đều từ chối chỉ có lần duy nhất thì dính vào tầm ngắm bà Thanh đấy Sau khi kết thúc bữa ăn Tâm An tạm biệt Trúc Thi để tiếp tục công việc Hẹn nhau 7 giờ tối đến địa điểm du thuyền của Kiến Văn Do dự tiệc nên không thể ăn mặc đơn giản Tan làm xong Trúc Thi về nhà thay trang phục và trang điểm Cô cũng nói sẽ cùng anh hai đến đó Có khắc phàm sẽ đưa Tâm An đi Lúc này Tâm An trong phòng đang mặc chiếc váy mà Trúc Thi tặng Khi cả hai vào trung tâm mua hôm trước ấy Chiếc váy màu trắng có điểm nhấn xẻ tà bên chân tâm an à lưỡng lự vì sợ gợi cảm quá cuối cùng quyết định mặc nó cô cũng chỉ trang điểm nhẹ nhưng nhìn rất đẹp theo kiểu thanh tao nhã nhặn khi ra khỏi phòng thấy khắc phàm đứng đợi mình ở phía trước anh cũng diện trên người bộ vest đen lịch lãm mà tóc cắt gọn gàng kết hợp cùng gương mặt lạnh lùng nhìn vô cùng cuốn hút tâm an à đi đến chúng ta đi thôi khắc phàm nhìn qua cô một lượt hôm nay mắt thẩm mỹ của em tiến bộ hơn rồi đấy tôi đây sẽ xem đó là lời khen của anh dành cho tôi tâm an bước đến chuẩn bị mở cửa xe khắc phàm nhanh hơn mở cho cô lúc tâm an cuối người ngồi vào thì nghe được em đẹp lắm cô vì lời đó của anh mà đỏ mặt nhưng trong lòng cũng rất vui sau đó khắc phàm vòng qua cửa ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi xe họ dừng ở một địa điểm cạnh sông sài gòn gần đó là chiếc du thuyền sang trọng lấp lánh những ánh đèn từ xa thấy trên đó có nhiều người tâm an từ lúc bước xuống vẫn còn ngẩn ngơ cảnh trước mắt đi thôi khắc phàm đưa tay mình ra Tâm An hiểu ý anh Tôi tự đi được mà Vậy tới lúc lọt xuống sông ấy đừng có kêu tôi đấy Tâm An nghe anh hù vậy thì sợ quá khoác lấy tay anh Có khắc phàm vui vẻ cười Vì sự nhẹ dạ của cô Cả hai cùng nhau tìm đến du thuyền Không biết Trúc Thi đến chưa nữa Em yên tâm đi Em ấy đang ở trên thuyền đợi em rồi Sao anh biết Lúc nãy tôi thấy xe dĩ kiệt mà Anh tinh mắt thật đấy Tại xe cậu ta phong cách hơi lập dị Vì vậy khó trách tôi không chú ý Lập dị là sao thì giống như không bình thường, thần kinh ấy Tâm An bật cười Anh dám nói bạn mình như thế á Mà cũng đúng, anh như thế, bạn anh giống thế là đúng rồi Khắc Phạm nghe vậy gương mặt tối sầm nhìn cô Tâm An cười tủm tỉm vì lần đầu cô được treo anh Từ lúc gặp đến giờ toàn là cô bị treo mà Bước lên du thuyền Tâm An hơi choáng ngợp vì sự xa xỉ ở đây Từ đồ ăn thức uống đều là cao cấp Cô đưa mắt nhìn quanh tìm Trúc Thi Thì ở một bàn đằng xa Trúc Thi đứng cùng Kiến Văn mà dĩ kiệt thấy cô thì đưa tay lên gọi Chị Tâm An em ở đây Tâm An nhìn hướng gọi thấy Trúc Thi Cô cùng khắc phàm đi đến Thấy Kiến Văn và dĩ kiệt Cô lịch sự mỉm cười Chào hai anh Chào em Kiến Văn chào lại Lúc này khắc phàm nhìn anh Cậu giỏi đấy Không phải như cậu nghĩ đâu khắc phàm mà Thật ra thì Kiến Văn đã định lên tiếng giải thích Nhưng chưa kịp nói hết câu Một giọng nói từ đằng sau vang lên Anh khắc phàm Bảo quyền đi đến bàn họ tự nhiên ôm lấy tay khắc phàm một cách thân mật gặp anh ở đây em vui quá đi mất khắc phàm có hơi khó chịu mà nhíu mày đưa mắt nhìn xuống chỗ cánh tay buông tay cô ra trước đã bảo quyên mặt cứng ngắc nhưng cũng nhanh chóng lấy tay mình ra cô ta vẫn đứng bên cạnh nói tiếp từ lúc em về đây đến giờ muốn gặp anh khó thật hôm bữa em đến tập đoàn nhưng có người nói anh ra ngoài rồi tờ màn ngay từ lúc nhìn thấy bảo quyên thì thực sự không thích hơn hết khoảnh khắc cô ta ôm lấy cánh tay khắc phàm Trong lòng cô sinh ra bực tức Trúc Thi bên cạnh nói nhỏ Em không ngờ trái đất tròn thật đấy Lại gặp cô ta ở đây Kiến Văn lúc này cười nói Bảo Quyên em mới đến à Hay là anh đem sang bên kia nhập tiệc chung vui với mọi người nhé Bảo Quyên lúc này thật tâm an Trúc Thi Nên không quan tâm lời Kiến Văn Cô tỏ thái độ hống hách Sao hai cô cũng ở đây Trúc Thi lên tiếng trả lời Chúng tôi ở đây thì sao Tôi nói cho cô biết Ở đây chứ không phải trung tâm cho cô lên mặt đâu Kiếm văn cảm nhận giữa hai người dường như có xích mích Bọn em quen nhau à? Ai mà quen cái lại chảnh chạy như cô ta? Bảo Quyên tức giận nói Cô nói ai chảnh? Tôi đây đường đường là người mẫu nổi tiếng Không quen những loại thấp hèn như ai kia Dĩ Kiệt nghe cô xúc phạm em gái mình thì lên tiếng Cô đừng có quá đáng Cô nghĩ sao mà cô nói em gái tôi thấp hèn? Bảo Quyên nghe vậy biết mình đụng phải người không nên đụng nói vậy đây là em gái anh à? à hiểu lầm thôi mà em nói người khác ấy mà trục thì bĩu môi công nhận cô lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng bảo quyền rủ tức nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt lúc này cô ta hỏi khắc phàm anh về sao không nói cho em biết làm em lo sau đó biết được anh đã về nước nên em cũng về đây luôn em gia nhập vào công ty anh kiến văn á hôm show diễn em trông anh mà em không có thấy khắc phàm nãy giờ quan sát tâm an Thấy thái độ cô điểm tĩnh như không Nên anh quay qua nói với Bảo Quyên Giờ tôi có việc đột xuất nên không báo trước Có hôm show diễn bận nên không đến được <laughs> Dạ Bên kia đông vui quá hay mình qua đó đi ạ à? Ừ cũng được Khắc Phạm đi theo Bảo Quyên đến bàn tiệc đằng kia kiệt Văn thấy vậy nói Có Khắc Phạm cứ vậy mà đi Không nói với chúng ta một lời à Dĩ Kiệt thấy vậy nói Thôi kệ cậu ta Có gái cái quê bạn bè Trúc Thi nhìn qua Thấy Tâm An im lặng nãy giờ liền nói Bộ em và chị Tâm An không phải gái à? Kiến văn nhanh hơn Ông chỉ là con gái mà còn gái là gái đẹp Này 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 Cậu định giờ cho tán tỉnh gì đấy? Nghe Dĩ Kiệt nói thế Kiến văn phản bác Cậu nói gì vậy? Tôi nói sự thật chứ tán tỉnh cái gì Mà với người đẹp như Trúc Thi Thật tình tôi cũng đang suy nghĩ có nên Kể cả trong ý nghĩ Cậu đừng có mà mơ nghĩ đến Trúc Thi thì hai người như thế thì nói với Tâm An Mình ra ngoài cái hòng mát đi ở đây nghe hai người này nói mắc mệt à Tâm An nãy giờ nhìn hướng bàn đằng xa Chỗ khác phàm đang đứng với Bảo Quyên Nhìn hai người họ vui vẻ Không hiểu sao cô khó chịu bức giấc Chu Thi thấy Tâm An im lặng Thì vỗ vai cô Chị Tâm An Tâm An giật mình Ơi em kêu chị à Chị đang nghĩ gì tập trung thế Em nói chị mình ra kia hóng mát đi à, Chị nghĩ gì đâu ừ, Mình cùng đi nhá Cả hai cùng nhau đi đến bên hông du thuyền hóng mát Lúc này phục vụ cũng mang rượu đến Trúc Thi cầm ly rượu nói Chị uống nữa không? Tâm An không do dự cầm ngay Trời thanh gió mát thế này Thêm một chút rượu nhâm nhi còn gì bằng nữa Chị nói đúng Chị em mình cạn ly Cạn ly Tâm An cùng Trúc Thi bên đây cười vui uống rượu Tất cả nằm trọn dưới đáy mắt sâu lạnh của khắc phàm Dù đồng ý theo mình qua đây Nhưng anh lạnh lùng xa cách với mình Bảo Quyên có hơi tức tối Cô cầm rượu lên nói Anh uống với em nhé Khác Phạm không hề nhìn mà nói Cô để đó đi Bà Quyên nhìn ánh mắt anh Thấy anh đang nhìn về đâu Cô ta ghen tức trong lòng Nhưng ngoài mặt vẫn phải vui cười Lúc này đây Khác Phạm có điện thoại Anh đi ra chỗ khác để nghe Bà Quyên thấy vậy tìm đến chỗ bong thuyền Nơi Tâm An đang đứng Về đêm gió thổi mát Mời uống ly rượu nên khiến người cô ấm hơn một chút Trúc thì nói có việc vào trong sẽ ra Nơi Tâm An bây giờ đứng một mình đang hướng mắt nhìn phía bờ với những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc lung linh trong bầu trời đêm thật đẹp. Tâm An ngắm mãi, không hay có người đến gần mình. Bất ngờ từ đằng sau ai đó dùng sức đẩy vào người cô. Do bất ngờ, Tâm An không kịp phản ứng mà trao đảo mất thăng bằng ngã xuống sông. Giữa cái lạnh buốt cùng sợ hãi, cô vùng vẫy ngon lên mặt nước câu cứu. Cứu tôi, cứu tôi. Do âm thanh ồn ào, nên tiếng câu cứu của cô không ai nghe thấy. Thêm chỗ cô đứng lại khuất tầm nhìn. Bảo Quyên lúc này đứng ở bên kia nở nụ cười độc ác rồi rời khỏi. Tầm an không biết bơi, người hụp lên hụp xuống. Cô theo bản năng dùng tay đập lên mặt nước để người không phải chìm xuống. Miệng không ngừng kêu. Khắc phà mà, cứu tôi. Trong giây phút người cô nghĩ đến và mong đợi nhất là anh. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Bên dưới nước một màu tối khiến cho cảm thấy ngộp thở. Hơi thở càng lúc càng yếu. Khắc phàm bên này nhận cuộc gọi của bà Thanh. Bà báo cho anh tình hình khắc huy Cũng như hỏi về tập đoàn Bà nói cho tình hình khắc huy khởi sắc Thì bà sẽ trở về Tại bên đây có người chăm sóc khắc huy Nên bà cũng yên tâm hơn Mẹ tìm người lo cho khắc huy bên đó rồi à Ừ không ai xa lạ là bác sĩ Huệ Khi cô ấy qua Mẹ hơi bất ngờ đấy Sau đó mới biết bác sĩ Huệ muốn được chăm sóc khắc huy Mẹ thấy thời gian tập vật lý trị liệu khắc huy Bác sĩ Huệ cũng sẽ hiểu Ít nhiều giúp cho điều trị bệnh Cho nên đồng ý để cô ấy ở lại lo cho khắc huy ba hôm nữa em còn làm phẫu thuật đầu tiên đấy con biết rồi có gì con hỏi thăm tình hình sau thế việc tập đoàn ổn không chú con chắc không gây khó dễ gì chứ vẫn ổn mẹ ông ta bây giờ tạm thời im lặng nên chưa biết được chú con không phải đơn giản đâu cẩn thận nhá đến giờ mẹ đưa khắc huy sang kiểm tra đây mà mẹ này việc gì nữa à không có gì đâu mẹ đi đi ừ mẹ tắt máy đây chu kỳ trở lại không thấy tâm an đâu Cô đưa mắt giáo giác nhìn quanh tìm nhưng không thấy Chắc nghĩ cô vào trong Nên Trúc Thi định đi vào Thì cô nghe tiếng động dưới sông Tâm An gần như tuyệt vọng Cô dùng chút sức lực cuối cùng vỗ vào nước Sau đó cả người bắt đầu chìm xuống Trúc Thi thấy Tâm An dưới đó hoảng hốt Chị Tâm An, chị cố lên Để em gọi người đến đưa chị lên Có ai không cứu người Nghe tiếng Trúc Thi ai nấy chạy đến xem chuyện gì Cả khắc phàm cũng vậy Kiến Văn dĩ kiệt cũng chạy tới Chuyện gì thế Trúc Thi chỉ xuống dưới Lúc này Tâm An gần như chìm hẳn Chị Tâm An ở dưới đó Lời cô vừa dứt khắc phàm lao xuống Anh lặn xuống tìm cô Giữa dòng nước lạnh tối đó Tâm An thấy mình như trở về cái ngày ấy Xung quanh chỉ màu đen Cô sợ gần như tuyệt vọng vì một ánh sáng lóe lên Khiến cho cô bị lóa mắt Khắc phàm sau thời gian tìm kiếm Cuối cùng gặp được cô Anh ôm lấy cô áp sát miệng mình và miệng cô để truyền không khí Sau đó đưa cô bơi ngược trở lên Ở trên tàu Ai cũng lo lắng vì thấy anh lặn lâu như vậy mà chưa lên Kiếm văn nói Sao Khắc Phạm chưa lên Không biết có chuyện gì với hai người đó không nữa Trúc Thi thì khóc thút thít Em mong là hai người cũng sao Kiếm văn ôm lấy cô an ủi Thôi đi đi Họ sẽ bình an thôi Khắc Phạm là tay bơi giỏi Về này không làm khó được cậu ấy đâu Nhưng Yên tâm đi Kiếm văn nói đúng đấy Khắc Phạm có biệt tài lặn rất giỏi Dĩ Kiệt vừa dứt lời Dưới mặt nước Khắc Phạm ngoi lên Kèm theo tâm an bất tỉnh bên cạnh Họ lên rồi kìa Kiếm văn nói lớn Dĩ Kiệt cởi bỏ áo khoác nói Để tôi giúp cậu ấy Bảo Quyên nãy giờ đứng im trong đám đông Thời khắc khi khắc phàm nhảy xuống Cô tức điên lên Hai tay siết chặt Ánh mắt hiện lên tia đáng sợ Bây giờ thì anh đưa tâm an lên Thì càng thêm không cam tâm Không muốn ở lại nữa Nên quay người lẳng lặng rời khỏi Khắc phàm được dĩ kiện giúp sức Đã đưa được tâm an lên thuyền Đặt cô nằm ngay ngắn Sau đó hốp nhân tạo cho cô Qua một lúc miệng cô sạc nước Rồi dần dần tỉnh lại Trúc thì vui mừng Chị tỉnh lại rồi à Do còn yếu Tâm an chẳng thể mở miệng nói nhưng cô nhìn thấy rõ khắc phàm đang bên cạnh mình Cả người ướt đẫm Đã dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô Cả người mình dưới dòng nước lạnh Nhưng giờ đây cô cảm nhận mình đang rất ấm áp Khắc phàm thấy cô tỉnh Thì sát khí trên mặt dần tan biến Anh nhìn qua kiến văn hỏi Ở đây có phòng nghỉ không? Có, vậy tôi đưa cô ấy vào trong thay đồ Được rồi, tôi đưa cậu đi Khắc phàm bồng tâm an rồi đi theo kiến văn vào trong phòng riêng. Buổi tiệc vì thế mà kết thúc sớm. Mọi người cũng tản dần ra về chỉ còn lại chúc thi dĩ kiệt đi vào xem tình hình tâm an khắc phàm đưa chân đẩy cửa bế cô vào sau đó anh đá cái cửa đóng lại dầm một phát khi kiến văn giật mình anh tức lên nói cậu vừa phải thôi xem tin nữa đập vào mặt tôi đấy có chuyện gì thế dĩ kiệt vào đến kiến văn trả lời cậu ta đưa người rồi đóng cửa luôn rồi thôi ra ngoài đi đừng làm phiền không gian riêng của cậu ta dĩ kiệt hiểu ý nên cười vậy đi thôi từ tối giờ tôi chưa ăn cái gì đói quá Trúc Thi không yên tâm về tâm an Em muốn xem chị ấy thế nào Kiến Văn kéo cô vừa đi vừa nói Em yên tâm đi Có khắc phàm trong đó chị em sẽ khỏe thôi Không những thế Có khi có đêm tuyệt vời khó quên nữa chứ Trúc Thi đâu hiểu ẩn ý lời nói Anh nói vậy là sao cơ à, Không có gì Em chỉ cần biết chị tâm an của em không sao là được Thôi theo anh ra ngoài đi Dĩ Kiệt đưa Trúc Thi đi Không quên cảnh cáo Kiến Văn Cậu đừng dạy hư em gái tôi đấy nó ngây thơ trong sáng chứ không như sói già là cậu đâu này 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 cậu nói sói già mà cậu xem lại đi cậu là cái đồ cáo già danh mãnh ấy bên trong phòng lúc này tâm an tỉnh táo hơn như do ngâm mình lâu dưới nước nên cô rất lạnh mặt thì trắng bệch khắc phàm đưa cô vào bồn tắm mở nước nóng thấy đồ cô ướt hết anh định cởi giúp tâm an lúc này phản ứng lại anh định làm gì thế khắc Phạm nói tỉnh bơ tôi giúp em cởi đồ chứ làm gì anh biến thái vừa thôi Tôi vừa cứu em đấy Em nói tôi biến thái Lần này lần thứ hai rồi đấy Anh cứu tôi lại còn lợi dụng tôi à Tôi lợi dụng em khi nào Thì anh vừa nói cởi đồ Không lợi dụng thì là gì Tôi đúng là làm ơn mắc oán Tôi thấy em lại không có sức Tôi chỉ muốn giúp em cởi đồ thôi Em bảo tôi lợi dụng gì chứ Tầm an nghe vậy biết mình trách lầm anh Cô nhỏ giọng nói Tôi xin lỗi Không có gì đâu em tắm nhanh đi Không kẻo cảm lạnh bây giờ đấy Tôi ra ngoài đây Khắc Phạm quay lưng chuẩn bị đi Cô thấy trên vai anh máu đỏ loang ra nổi bật trên áo sơ mi màu trắng Trời ơi vai anh bị thương kìa Khắc Phạm nghe cô nói quay mặt nhìn sang vai của anh Lúc này có cảm giác đau Chắc lúc nãy nhảy xuống tìm cô đụng chúng đâu đó rồi Không sao đâu em coi tắm đi Nói xong Khắc Phạm đi ra khỏi phòng tắm Chỉ mình tâm an vẫn hướng mắt nhìn theo anh Cô có chút đau lòng Khi biết anh bị thương vì lúc nãy cứu mình Tâm An cũng tranh thủ tắm nhanh để đi ra xem anh thế nào Do không có đồ sẵn Nên cô chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm đi ra thôi Lúc này khắc phàm nửa thân trần ngủ trên ghế sofa Trên vai là vết cát dài Chắc do vật nhọn đâm phải à Loài hoài rửa sát trùng nhưng anh có chút khó khăn Tạm an tìm đến nói Để tôi giúp cho Khắc phàm ngước lên nhìn cô Sau đó không nói gì Tâm An lấy bông và thuốc sửa, ngồi xuống sau lưng anh, đưa tay chạm vào vết thương vẫn đang chảy máu, mà tim cô hơi nhói, chỉ khoai mắt cũng rưng rưng. Chắc đau lắm à Tất cả tại tôi nên mới khiến anh bị thương Chỉ là vết thương nhỏ thôi thấm vào đâu Em đừng tự trách Mà tại sao em không cẩn thận để té xuống sông thế Tâm An vừa nhỏ thuốc rửa Phần vết thương sủi bọt trắng khi cô dùng mình Chỉ là nhìn thôi cô biết đau đến mức nào Còn anh bình tĩnh như không có chuyện gì vậy Tâm An lấy bông thấm nhẹ Hành động của cô rất nhẹ nhàng Do quá tập trung Cô không chú ý lời anh nói Sau một lúc xử lý xong cô quấn băng dán lại Xong rồi đấy Khắc phàm quay mặt nhìn cô Vô tình dây gái áo của cô bị nới lỏng ra Làm cho phần cổ lộ ra Nhưng cô lại không có chú ý Em để quyến rũ tôi đấy à Anh nói gì Ai quyến rũ anh Anh tự tin nó vừa vừa thôi chứ Khắc phàm nhớ mắt ra hiệu Tâm An nhìn theo táo hỏa đưa tay che ngực Cô xấu hổ Còn anh thì cười nói Có gì phải che đâu Quá bé Chẳng hấp dẫn gì hết Tâm An tự ái cáu lên Anh nói của ai bé Của tôi tuy không to Nhưng vẫn đủ sai đấy Tôi chưa xài nên chưa biết được Anh vô sỉ nó vừa thôi Tập an giận dỗi đứng lên định đi ra khỏi phòng Thì các phàm lên tiếng Em định mặc vậy ra ngoài á Tôi nghĩ mấy người ở ngoài sẽ nghĩ Tầm an dù trong lòng tức giận Nhưng không thể phủ nhận lời anh nói là đúng Nếu ra ngoài với bộ dạng thế này Mọi người hiểu lầm cô Cô quay người trở vào Nhưng đồ tôi ướt hết rồi Em đợi chút đi Các phàm lấy điện thoại gọi cho ai đó Chỉ nghe anh nói như ra lệnh Mang cho tôi bộ váy và cả đồ của tôi nhé Vào đây nhanh lên Kiến văn lúc này bên ngoài ăn uống vui vẻ Cùng dĩ kiệt trúc thi thì nhận được điện thoại Lấy ra xem số khắc phàm Chưa kịp lên tiếng bên kia anh nói xong Thế là tắt máy luôn Nhìn điện thoại tối thui Mặt kiến văn đen không hề khác mấy Cậu ta tưởng mình là ai Bộ tôi là người sai vặt của cậu ta Dĩ kiệt nói Có chuyện gì nhìn cậu khó ở vậy Có chuyện dư nữa Lão tổ tông của chúng ta Gọi tôi đem váy phụ nữ vào với cả đồ của cậu ta nữa Chắc là đem cho chị Tâm An thay Anh đi nhanh đi Vậy anh đi lấy đây à, Cảm ơn anh Không có gì đâu Anh là nghe theo em đấy Chứ không phải với cậu ta đâu đấy Trúc thì nghe thế liền cười Dĩ Kiệt nói tiếp Cậu nhớ lời cậu nhé Tôi sẽ nói lại với khắc phàm Này cậu định bàn đứng bạn bè à? Coi chừng tôi trừ lương cậu đây Dĩ Kiệt Ok tôi chờ thôi Cậu đừng thách tôi Kiến Văn đi vào trong Trúc thì mới nói Anh với Kiến Văn sao hai cãi nhau thế Bọn anh lúc nào trở vậy Mà em nhìn anh Kiến Văn có vui tính nhở Anh ấy có bạn gái chưa anh Này 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 Em đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa Nó thấy vậy đào hoa lắm Em tránh xa nó ra Đừng tiếp xúc nhiều không là hư người đấy Em thấy giống anh đang nói mình hơn ý Em dám nói anh hai của em như vậy á Trúc Thi lè lưỡi Em đùa thôi mà Trúc Thi trong lòng hiểu rõ lời anh hai chỉ là nói đùa Cô thấy Kiến Văn cũng không phải người như vậy mà cả anh hai cô cùng khắc phàm kiến văn Là những người đàn ông điển trai có sự nghiệp Cho nên không trái khỏi nhiều cô để ý rồi Bên trong lúc này Kiến văn mang bộ đồ đến trước cửa phòng Mày hôm nay ngoài dự tiệc ăn mừng Anh còn định làm buổi biểu diễn nhỏ trên thuyền Để chụp ảnh làm quảng cáo Nên anh có mang theo sẵn trang phục Nhưng mọi chuyện phải tạm dừng do sự cố của tâm an Đây đồ tôi mang đến rồi cô lấy không Khắc phàm bên trong nghe tiếng kiến văn Thì đứng dậy hé cửa ra Đưa đây Kiếm văn tò mò đưa mắt nhìn vào trong Nhưng khắc phàm chặn lại Cậu có đưa không đấy, nhìn nghĩ gì Đây đây đây, bên trong có cái gì Sao nhìn cậu mờ ám thế Có gì là có cái gì Dẹp suy nghĩ đen tối của cậu đi Cậu mới đen tối Lần sau nhờ bà tôi cái gì Cậu làm ơn nói chuyện đàng hoàng giùm tôi Xong việc rồi, cậu biến đi giùm tôi cái Cậu vừa phải thôi Tôi vừa giúp cậu đấy Không thèm cảm ơn tôi mà còn đuổi Mà tôi cũng không cần ở đây ra ngoài vui chơi hơn Cậu định ở miết trong này Không gian gì đấy à? Chút nữa tôi ra Nói rồi khắc phàm đóng cửa mạnh Kiến văn chưng hửng Nhưng đã quá quen tinh khí của bạn Nên anh không quan tâm mà quay người đi ra ngoài Khắc phàm mang đồ đưa vào cho tâm an Em thay đồ rồi ra ngoài ăn nhé Tâm an cảm thấy hơi đau đầu Với người nóng như lửa ấy Cô ý chắc chút sẽ hết thôi Nên cầm lấy vào phòng thay đồ Khắc phàm nhanh chóng mặc đồ khác rồi thay bộ đồ bị ướt và bẩn ra. Tâm An bước từ phòng ra, đến gần chỗ khắc phàm thì say sẩm muốn ngã, may mà anh đỡ kịp. Em sao thế? Sao thế này? Tôi không sao đâu. Khắc phàm nhìn thấy mặt cô đỏ bừng lên, cảm thấy bất thường, đưa tay sờ lên chán cô, vừa đụng vào anh thấy nóng quá. Em sốt rồi. Tâm An chẳng còn sức lực, cứ thế sụi lơ trong lòng khắc phàm, nhẹ chóng anh bế cô đặt lên giường. Khắc phàm để lấy khăn nhúng nước ấm đặt lên chán cô, Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần Có thể do sốt Mô cô khô khóc Dù trên chán nhiệt độ đã giảm bớt Khắc Phạm lấy điện thoại Gọi cho Kiến Văn Mưa bắt máy Kiến Văn hỏi Lại gì nữa? Lại muốn sai tôi cái gì nữa? Mang thuốc hạ sốt đến liền cho tôi nhé Ai bệnh thế? Một lúc sau Kiến Văn Man mang thuốc đến Còn có cả Trúc Thi và Dĩ Kiệt nữa Chị Tâm An sao thế hả anh? Cô ấy bị sốt Thuốc đây Cần đưa em ấy đến bệnh viện không? Không cần đâu, tôi cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, chắc là không sao đâu. Mà cậu chuẩn bị cho tôi tô cháo với ly sữa nhé. Này 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 này, tôi có phải ô xin của cậu đâu. Hết kêu tôi việc nọ đến việc kia thế hả? Thôi, để em làm cho. Kiểm văn nghe Trúc Thi nói thì anh liền dành. Thôi cứ để anh, anh nói đùa cậu ấy mà. Dĩ Kiệt lên tiếng. Cậu lo cho em ấy đi nhé, chúng tôi ra ngoài. Nhìn tình hình này, tối nay cả bọn chúng ta phải nghỉ lại trên du thuyền rồi. Vui mà, lâu lâu có bữa Này, người ta bệnh cậu ở đó mà vui à? Thì chỉ sốt thôi mà Thôi, hai anh về em ra ngoài đi Để chị Tâm An cô nghỉ ngơi Để em phụ anh Kiến Văn nấu cháo ạ Kiến Văn vui vẻ nói Ờ, có em ở cạnh à, bắt anh làm gì cũng được luôn Di Kiệt nghe vậy lườm lườm Kiến Văn Sau đó ba người cùng đi ra khỏi phòng Khắc Phạm lúc này nhanh chóng pha thuốc vào ly cho Tâm An uống Đã xong thì ấy gọi cô Em dậy uống thuốc đi mặc anh kêu thế nào cô nằm im không mở mắt khắc phàm nhìn cô như vậy không biết phải làm sao suy nghĩ một hồi anh quyết định đưa ly thuốc lên miệng uống sau đó cúi xuống áp môi mình lên miệng cô anh từ từ mớm thuốc cho cô không biết trong vô thức có lẽ tâm an giống như đang kẹt giữa sa mạc khô cằn nóng bức đột nhiên tìm được nguồn nước để giảm đi cái khô cháy trong cổ họng khắc phàm định rời khỏi đột nhiên anh không kịp phản ứng khi mà trong khoang miệng lưỡi cô đang cuốn lấy mình giây phút đó anh gần như là mất sức chống cự Mặc kệ mà cùng cô triển miên Một lúc sau Khi bên dưới bản năng đàn ông của anh thức tỉnh Anh nhanh chóng dứt khoát Nhìn đôi môi ướt sũng và hơi sưng Dấu vết của nụ hôn vô tình để lại Khiến anh cười khổ Đúng là chỉ có em Mới khiến anh mất đi sự khống chế như vậy Khắc phàm quay người bỏ đi vào trong phòng tắm Anh lấy nước lạnh tạt vào mặt Để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy Qua một lúc anh trở ra Đến bên giường Tâm An vẫn còn ngủ anh đưa tay đặt lên trán cô thấy đã mát hơn rồi yên tâm nên anh kéo chăn đắp cho cô rồi ra khỏi phòng dưới phòng bếp lúc này kiếm văn đang mặc tạp dề tay cầm dao băm thịt nhìn anh không khác gì người nội trợ chính hiệu trục thì muốn phụ nhưng anh không cho chỉ kêu cô cứ đứng bên cạnh là được hãy giỏi thật đấy em không nghĩ một người như anh bên đầu ăn nữa kiếm văn bây giờ nghiêm túc chứ không còn bộ dáng bỡn cợt vậy em nghĩ anh là người thế nào thì em thấy anh là công tử nhà giàu giờ quản lý công ty người mẫu bận rộn cũng như anh hai em ấy không bao giờ biết làm mấy việc bếp núc nhìn anh rồi lại nhìn em đúng là xấu hổ em dở lắm em không biết làm gì cả em nói đúng một phần thôi ba người bọn anh không thiếu thốn bất cứ thứ gì còn là người đàn ông có sự nghiệp thì sẽ không thể làm mấy này nhưng đó là do chưa có gặp được người để bọn anh tự nguyện làm cũng như anh muốn sau này có thể chăm sóc cho người phụ nữ bên cạnh mình để cô ấy trở thành bà hoàng chứ đâu đơn giản chỉ là người vợ với gánh nặng trách nhiệm gia đình Chúc Thi lại có cái nhìn khác về người đàn ông trước mặt, cô nói với sự ngưỡng mộ. Ai mà làm người yêu anh à? Chắc đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi. Vậy em có muốn làm người phụ nữ hạnh phúc nhất đó không? Chúc Thi nghe anh nói vậy thì ngại ngùng quá, không biết phải nói gì nên anh lảng sang chuyện khác. À, thôi, để em giữ hạnh phúc anh nhé, đứng không cũng buồn. Kiệt Văn không nói gì nữa, anh muốn để từ từ Chúc Thi cảm nhận tình cảm của mình dành cho cô chứ nếu vội vàng vội vã sẽ khiến cô sợ. Khắc Phạm đi ra ngoài, thấy mỗi mình Dĩ Kiệt, anh tự nhiên rót ra ly rượu rồi cầm uống. Dĩ Kiệt nhìn anh, "Tôi thấy hình như cậu có tình cảm với Tâm An à?" Khắc Phạm không phủ nhận, cũng không khẳng định, anh nhàn nhạt, nhạt nói, "Cậu nhận ra? Tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm người nào như vậy đâu, mà tôi nhớ hình như có một người là cô gái học khóa dưới, lúc cả trường tan về hết rồi, đột nhiên có một hai đòi vào." Lúc ấy tôi không hiểu Để khi thấy cậu bồng cô gái đó từ trong một phòng đi ra Gương mặt cậu lúc đó đáng sợ Sau đó tìm bọn con Linh tính sổ Ánh mắt đó lần nữa tôi nhìn thấy Khi cậu nhảy xuống cứu tâm an lúc nãy Khắc phàm im lặng Hướng mắt đi phía chân trời xa xăm Chỉ một màu đen Anh uống cạn ly rượu rồi trầm giọng nói Thật ra tâm an chính là cô gái khóa dưới đó Dĩ Kiệt nghe vậy bất ngờ Sao cơ? Vậy cậu biết từ lúc nào? Vào ngày đầu tiên tôi trở về Tôi hơi kinh ngạc khi cô ấy ở trong nhà tôi Và chơi danh nghĩa em dâu của mình nữa Em dâu á Duyên phận của cậu oan trái phép nhỉ Nhưng mà biết là em dâu mình Sao còn cố chấp thế Mà Tâm An nhận ra cậu không Không, cô ấy không biết gì hết Tôi không cố chấp Để trở thành em dâu, đó chỉ là việc bất đắc dĩ Giữa cô ấy với em trai tôi cũng chỉ trên danh nghĩa thôi Vậy cũng không trái khỏi lời đàm tiếu dị nghị đâu Tôi không quan tâm Vậy cậu có nghĩ cho cô ấy không là một người con gái yếu đuối Sao chịu được thành kế xã hội À nó tôi không nghĩ Tôi sợ nên tình cảm tôi vẫn giữ trong lòng Nhưng cậu có hiểu cái cảm giác ở gần cô ấy Tôi phải luôn cố giấu đi tình cảm của mình Nó khổ sở thế nào không Nhiều lúc tôi không khống chế được lòng mình Chỉ muốn bất chấp mà thổ lộ Nhưng rồi tôi đắn đo Vì tôi biết sẽ làm cô ấy sợ Dĩ Kiệt lần đầu chứng kiến một người bản lĩnh như anh Lại nói những lời bất lực như thế Vậy cậu định làm gì mà cậu nói tôi mới nhớ hè gì lúc nhìn tâm an ở show diễn buổi tối hôm đó tôi đã ngờ ngợ rồi tôi cũng chưa biết nữa dĩ kiệt vỗ vai khắc phàm khích lệ thôi cứ thuận theo tự nhiên đi cháo xong rồi đây ủa cậu ở đây à tôi tưởng cậu ở trong phòng khắc phàm cầm tô cháo rồi quay người đi một nơi có kiến văn sững sờ cậu ấy sao thế dĩ kiệt chỉ nói thôi kệ đi muộn rồi nghỉ đi nhé chúc thi à em về phòng luôn đi Dĩ Kiệt đưa Trúc Thi đi Kiến Văn lúc này đứng một mình ngơ ngác Mọi người đi hết à? Thế còn tôi? Cậu không biết tự kiếm phòng mà ngủ đi à? Này này này, chờ tôi Khắc Phạm đem cháo vào phòng rồi đặt lên bàn Thấy cô ngủ ngon lành Anh cũng không đành lòng đánh thức Nhưng cả tối cô chưa ăn gì Lại thêm sốt mất sức nữa Cuối cùng anh quyết định đi đến bên giường gọi cô Tâm An lúc này trở người đối diện với anh Nhìn hai má hồng hào hơn Anh không kìm được đưa tay chạm nhẹ Giống như thỏi nam châm hút lấy anh Mà anh không dứt ra được ý Tâm An sau giấc ngủ dần khỏe lại Đôi mi dài cong cong khẽ mấp máy Để khi hai mắt hoàn toàn mở ra Cô gần như đứng hình khi thấy khắc phàm đang nhìn mình Tay anh có đặt lên mặt cô Giây phút đó cả hai bối rối Anh cũng rút tay mình lại Còn Tâm An nói Tôi ngủ lâu chưa Cũng không lâu lắm Giờ em đỡ sốt hơn rồi Có cháo này này ăn đi Tâm An đúng là thấy mình thoải mái hơn Sau khi ngủ một giấc Cô thấy đói quá, cô ngồi dậy tiến tới chỗ bàn, nhìn tôi cháo của với ly sữa. Anh chuẩn bị à? Ừ. Trong lòng tôi một chút xúc động dâng trào, từ nhỏ đến lớn, có mỗi ba của bà vú lo lắng chăm lo cho cô thôi. Giờ anh là người thứ ba, dù thiếu tình thương của mẹ, nhưng ba cố gắng bù đắp để cô không tủi thân, vì vậy cô vô cùng thương ba mình. Ăn đi, sao ngây ngẩn ra đó thế? Tâm An giật mình vì lời của anh, cô bưng cháo định thổi thì khắc phàm giành lấy Chưa hiểu gì thì anh nói Thôi để tôi cho lại Chứ chờ tự em ăn khi nào cho xong Tâm An vẫn còn ngẩn ngơ Khắc phàm đã múc một muỗng cháo lên miệng Rồi thổi thổi đút cho cô Em định không ăn đấy à Tâm An bừng tỉnh chẳng biết nói gì Ngoài há miệng ăn cháo Cả hai im lặng người đút người ăn Loáng một chút tô cháo hết sạch Khắc phàm cầm ly sữa đưa lên Uống sữa rồi ngủ thôi Tối nay ngủ lại đây đấy Tâm An no lắm rồi Cô lắc đầu từ chối Thôi tôi no rồi tôi không uống nổi nữa đâu Em tự uống đi hay tôi mớm cho em đây Giống vừa nãy tôi đút thuốc cho em ấy Tâm An mơ hồ đoán ra Cô đưa tay che miệng Anh nói anh đút thuốc cho tôi hả Anh anh lợi dụng tôi đấy hả à? Chị em nghĩ đi Em sốt mê man như vậy Gọi thế nào cũng không chịu dậy Bà đắc dĩ tôi dùng miệng đút cho em Mà không chỉ có thể em còn Khắc phàm cố tình ngập ngừng Khiến tâm an xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh Tôi còn sao khắc phàm cười nói không có gì tầm an hoài nghi anh nói dối mẹ muốn tôi nói gì giờ nói là em giữ chặt tôi mà hôn á tầm an một phen mắc cỡ ấp úng anh đừng có mà lừa tôi tôi không tin anh đấy vậy sao em kêu một hai tôi nói để khi tôi nói là không tin tầm an thực không nhớ gì nhưng giờ nghĩ lại cô loáng thoáng cảm thấy trong tiềm thức mình khi nãy hình như có gì không đúng cô sợ nó giống như lời khắc phàm nói Cô cầm ly sữa uống một hơi cạn rồi đứng lên Thôi tôi đi ngủ đây Cô đến giường nằm xuống kéo chăn trùm kín mít cả đầu Khắc Phạm nhìn chỉ biết cười Em không sợ ngủ bà Kệ tôi anh ta đèn đi cho tôi ngủ Cả căn phòng bỗng dưng tối thui Tâm An đang nằm trong chăn Lúc này cô sợ la toáng lên Nhanh chóng kéo chăn ra mà khóc Khắc Phạm anh đâu rồi Khắc Phạm quên cô sợ bóng tối Nên đi đến mở đèn ngủ Sau đó ôm lấy cô dỗ dành Thôi đi đi tôi ở đây rồi tôi tôi sợ quá tôi biết rồi giờ không sao nữa đâu tâm an dần ổn định sau đó cô rời khỏi anh cảm ơn anh tôi không sao nữa rồi ừ em ngủ đi lúc này tâm an phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường mẹ anh ngủ ở đâu đương nhiên tôi ngủ cùng em rồi ừ, không được tại sao tôi với anh một nam một nữ sao có thể ngủ chung giường tôi là em dâu của anh đấy gương mặt khắc phàm có chút thay đổi Đáy mắt xuất hiện khoảng đen bao phủ nếu tôi nói đối với em tôi không xem em là em dâu thì sao tâm an không hiểu lời anh anh nói vậy là sao nhìn sâu vào mắt cô anh nghiêm túc nói tâm an tôi muốn nói là tôi yêu em lời nói của anh khi cô một phen chấn động cảm xúc trong lòng dối bời anh nói anh yêu cô á sao có thể khi cô là em dâu của anh anh điên đấy à anh là anh chồng của tôi tôi không điên tôi nói thật với em em với khắc huy chỉ là danh nghĩa không lẽ em cứ định cả đời này sống như vậy Thử một lần sống thật với con tim mình đi được không Tôi biết em có tình cảm với tôi mà Tâm An không biết mình có tình cảm với anh hay không Như khi có người con gái khác tiếp cận anh Cô cảm thấy khó chịu vô cùng Ngược lại nhận được sự quan tâm từ anh Cô cảm thấy ấm áp Nhìn anh bị thương, lòng cô đau xót Không lẽ đó là tình yêu Nhưng giữa hai người bị ngăn cách bởi luân thường đạo lý Thành kiến trong xã hội Sẽ chẳng thể chấp nhận chuyện của hai người Cô chỉ đành trốn tránh Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ Khác phàm khó khăn lắm mới thổ lộ lòng mình Nhưng anh cũng không muốn ép cô Anh cho cô thời gian suy nghĩ Em ngủ đi Những gì tôi nói em suy nghĩ kỹ nhé Như tôi muốn nói cho em biết tôi yêu em Anh nói xong thì đi đến bên cửa sổ đứng Tâm An nhìn theo bóng lưng anh Sao mà cô độc Bớt giác trái tim cô thổn thức Nằm xuống giường đó không ngừng suy nghĩ Mọi thứ đến quá mức đột ngột Khi cô không cách tiếp cận Cô nằm quay lưng phía anh Cả căn phòng chỉ vật tĩnh lặng Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc chạy đều Mỗi người mang theo một tâm trạng Cùng cảm xúc khác nhau Nhưng họ có chung trái tim đang dồn cùng một nhịp đập Sáng hôm sau Tất cả cùng nhau ăn sáng trên du thuyền Tâm An từ lúc ngồi vào bàn ăn Thì chỉ im lặng Như kiểu cô né tránh khắc phàm ấy Trúc Thi hỏi cô Chị khỏe chưa ạ? À, ờ cảm ơn em chị khỏe rồi Nhưng sao tối qua chị rớt xuống nước thế? Hình như có ai đó đẩy chị từ phía sau ấy Trúc Thi nghe vậy tức giận Ai dám đợi chị? Chị nhìn rõ cái đó không? Không, chị không để ý hay không thấy. Khắc Phạm lên tiếng. Trên đây có camera không? Kiến Văn trả lời, không có đâu. Nhưng Tâm An, nghĩ lại xem, em ở đây hiềm khích gì với ai không? Tâm An thì không quen ai ở đây ngoại trừ bốn người này, nhưng nói có hiềm khích, cô chỉ nghĩ đến một người là Bảo Quyên. Khi lên du thuyền cô cũng không có lời qua tiếng lại với Bảo Quyên, trừ chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại. Mà cũng đâu đáng gì để cô ta làm hại cô nhỉ? Em biết ai rồi Nghe Trúc Thi nói Ai cũng nhìn vào cô Em nói ai thế Ngoài cô ta ra thì ai vào đây nữa Cái người kêu căng cho mình là trung tâm ấy Đi đến đâu cũng tỏ ra óng nghẹo ấy Di Kiệt nghe vậy thì biết em gái nó đến ai Em nắm Bảo Quyên á Đúng ạ à? Kiến Văn không tin Bảo Quyên làm ra chuyện như vậy Em nhầm không Bảo Quyên sao phải làm thế Trúc Thi nghe Kiến Văn nói vậy thì giận dỗi Anh manh cô ta Vì cô ấy là gà cưng của anh chứ gì Đâu có nhưng nói gì cũng cần bằng chứng Đâu thể vì chút hiểu lầm suy nghĩ xấu người khác Đúng rồi Người mẫu của anh đẹp người đẹp nét Coi như em chưa nói gì đi Tầm An thấy lời kiến văn nói cũng không phải không đúng Thôi bỏ qua chuyện này đi ạ Mọi người ăn sáng đi Đừng vì chuyện của em mà mất tâm trạng ạ à. Phác Phạm nãy giờ im lặng mà anh trầm tư Nhìn trong đáy mắt tóe lên tia giận dữ Bữa ăn sáng kết thúc Tất cả rời khỏi du thuyền Tầm An lúc này nói với Trúc Thi Em cho chị quá gian đến công ty với nhé Ơ, ờ, chị không đi cùng anh khắc phàm à? Không, cho chị đi ké với. Trúc Thi cảm nhận hai người như có chuyện gì, nhưng không tiện hỏi. Vâng, chị lên xe em đi cùng cho vui. Em đi một mình cũng buồn. Ừ, cảm ơn em. Chị em với nhau, chị đừng có khách sáo. Trước khi lên xe, Tâm An không quên nói khắc phàm. Tôi đi trước cùng Trúc Thi nhá. Không để kịp anh nói gì, cô bước lên xe. Sau đó Trúc Thi lái xe chạy đi. Chỉ còn lại ba người đàn ông. Dĩ Kiệt mới hỏi, này, hai người có chuyện gì đấy à? Có gì đâu Kiến văn vì Trúc Thi đang giận Do chuyện lúc nãy mà buồn bã Nhìn xe cô đi khuất mới hỏi Hai người nói chuyện gì đấy Trong ba người có lẽ Dĩ Kiệt là người điềm tĩnh để ý nhất Còn Kiến văn thì hai ba hoa Ngược lại khắc phàm lạnh lùng Dĩ Kiệt đặt tay lên vai Kiến văn Không liên quan đến cậu Giờ cậu đi với tôi Hai người giấu gì tôi đúng không Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa Giờ cậu có về công ty không thì bảo Ừ thì đi Dĩ Kiệt phả tay với Khắc phàm Ê, đi trước nhé. Ừ. Xe hai người chạy đi chưa lâu, Khắc Phạm cũng lái xe rời khỏi. Khắc Phạm vừa đến tập đoàn thì chạm mặt ông Tòng ở ngay sảnh. Về mặt ông ta đắc ý như đang chờ anh đến. Vừa thấy anh ông ta nói, có đến trễ thế, chú đợi con nãy giờ. Khắc Phạm nhìn phía người chú của mình lãnh đạm nói, có chuyện gì vậy chú? Con chưa hay tin gì à? Tin gì chú nói thẳng đi, đừng vòng vo mất thời gian ạ. À. Mê ngân hàng giám đốc Thái cố ý muốn rút vốn khỏi tập đoàn của mình, từ đâu chú có thông tin này Con không cần biết Chú là chú của con Tập đoàn cũng có phần tài sản của chú Nên chú phải nói con hay trước để con sắp xếp Con biết chị dâu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch Cũng nhờ vào bên giám đốc thái góp vốn Cho nên mới có thể ngồi vững để giờ con lên thay Bên đó mà rút tập đoàn mình rơi vào khủng hoảng Thân là chủ tịch Con phải nói sao với cổ đông Tuy chú là chú con nhưng không thể bênh vực cho con được Chuyện đấy chú không cần lo đâu Tôi tự có sắp xếp Cảm ơn chú lo cho tôi Khắc Phạm nói xong đi thẳng vào thang máy. Ông Tòng nhìn theo, miệng bất giác nở nụ cười đáng sợ. Thật ra thông tin ông vừa nói với Khắc Phạm không phải nghe từ ai, mà chính miệng giám đốc Thá nói với ông. Muốn lật đổ cháu mình, ông Tòng tìm cách lôi kéo ông Thái phía mình, cũng như là hứa cho ông Thái một khoản lợi không hề nhỏ. Mà ông Thái trước đó hợp tác với bà Thanh thì mọi việc đều được bà Thanh nhường. Nhưng từ khi Khắc Phạm lên tay thì không giống như trước, kể cả phần lợi nhuận cũng bị giảm. Vì vậy ông Thái cũng bất mãn, nghe đề nghị của ông Tòng liền đồng ý ngay. Tao chờ xem, mày giữ chiếc ghế chủ tịch thế nào? Muốn đối đầu với tao à? Còn lâu. Mà đến đây thì à, tập truyện thứ hai cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện thứ ba. Các bạn hãy nhớ là chia sẻ lại cảm xúc của mình dưới phần bình luận, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo khi có tập truyện mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.